Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để đánh giá lại tất cả những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích trong tuần vừa qua, và sau đó Hùng Lê cùng với quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ view lại các cái mã cổ phiếu nó khá là cơ bản, các cái danh mục của các nhóm ngành, của các cái nhóm đầu ngành để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất về xu hướng thị trường trong tuần mới. Và buổi tối ngày hôm nay khi Hùng Lê làm bản tin thì có lẽ là một cái tâm lý nó rất là thoải mái và một cái tâm lý rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì trong tuần vừa qua thì tất cả những cái phân tích định lượng của chúng ta gần như là nó đã đúng trong cái đường ray của chúng ta. Thứ nhất là về cổ phiếu, cái thứ hai là về thị trường, và đặc biệt là trong hai phiên cuối tuần chúng ta có một phiên nghỉ lễ ngày 10 tháng 3, tức là phiên ngày thứ năm, thì phiên ngày thứ tư và phiên ngày thứ sáu thì cái lực kéo của thị trường rất là tốt. Và trong cái thời điểm gần đây nhất thì tất cả những cái bản tin public của Hùng Lê lên kênh Facebook cũng như ở trên kênh YouTube thì Hùng Lê đã có nói rằng những cái chỉ báo kỹ thuật ở cái vùng 650 điểm nó đẹp hơn rất nhiều. Nó đẹp hơn rất là nhiều so với lại vùng chúng ta định lượng ở trước đây, đó là vùng 715 điểm. Thì đấy là những cái yếu tố mà Hùng Lê đã có những cái phân tích, có những cái định lượng từ rất là sớm. Và cùng với đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái sự lan tỏa dòng tiền trong tuần vừa qua Hùng Lê đánh giá rất là tích cực, và một cái điều quan trọng hơn nữa đó là thị trường chứng khoán của chúng ta đã có những cái bước phục hồi rất là tốt. Điều này nó cũng giải tỏa một cái phần tâm lý của nhà đầu tư, bởi vì rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua thì thị trường của chúng ta chỉ có cắm đầu và gần như là không có cổ phiếu tăng trần, hoặc là gần như chúng ta không có một cái nhịp sóng nào mà để cho cổ phiếu có cái cơ hội tăng lên để cho nhà đầu tư có khả năng chốt lời. Còn trong tuần vừa rồi những cái nhịp chốt lời đã bắt đầu xuất hiện trong tim của Hùng Lê, bởi vì những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích định lượng về các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật nó rất là ok, rất là tốt, thì tí nữa chúng ta sẽ nói đến. Để nói về thị trường chứng khoán của Việt Nam thì bây giờ vẫn như là cái câu chuyện Hùng Lê vẫn thường xuyên trao đổi với tất cả anh chị em ở trong những bản tin trước đây, đó là chúng ta có hai cái yếu tố ngoại biên thì hiện tại bây giờ duy nhất chỉ là cái yếu tố về bệnh dịch. Đó, cái yếu tố về bệnh dịch nó sẽ tác động đến thị trường như thế nào thì Hùng Lê cũng đã liên tục có những bản tin phân tích để định lượng cho các anh chị, và chúng ta thấy rằng những cái biện pháp của chính phủ Việt Nam nó rất là quyết liệt, và chúng ta cùng kỳ vọng rằng chúng ta sẽ kiểm soát được bệnh dịch, và khi bệnh dịch kết thúc thì thị trường chứng khoán của Việt Nam sẽ thăng hoa. Đó là một điều chắc chắn là như vậy, bởi vì là đến tại thời điểm hiện tại giá của mặt bằng, giá của các mã cổ phiếu blue chip, các mã cổ phiếu cơ bản tốt thì đã về những cái mặt bằng giá mà Hùng Lê nghĩ rằng nó rất là tốt để cho chúng ta mua, để chúng ta có thể nắm giữ ở một cái góc độ đến lúc mà bệnh dịch của chúng ta kết thúc, thì lúc đó thì chắc chắn là sẽ không có những cái giá như hiện tại nữa. Đó, và cái yếu tố thứ hai nữa là chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đi phân tích nội tại thị trường. Thì nội tại thị trường đó chính là cái nội lực của thị trường, đó chính là sức mạnh của từng các cái mã cổ phiếu, từng các cái nhóm ngành. Đó, và liên tục thì Hùng Lê các cái bản tin hàng tuần thì Hùng Lê đều cập nhật các cái mã cổ phiếu cũng như có những cái khuyến nghị về mặt định lượng, về mặt chiến lược của các cái mã ngành, tức là cái nhóm ngành nào thì chúng ta đã đầu tư được và nhóm ngành nào thì tạm thời chúng ta đang quan sát. Thì đấy là những cái góc độ mà chúng ta sẽ trao đổi trong cái bản tin ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thị trường thì chúng ta sẽ điểm qua nhanh một số các chỉ báo kỹ thuật chứng khoán thế giới. Đầu tiên đó là chỉ số Dow Jones Future. Thì hiện tại là Dow Jones Future sau những cái nhịp mà Hùng Lê có những cái dự báo về vùng 18.000 điểm và sẽ hồi phục lên khoảng vùng 23.000 điểm, và sau đó thì Dow Jones Future sẽ có những cái test lại ở khoảng vùng 20.000 điểm. Thì hiện tại là các anh chị cũng đã thấy rồi, cái chỉ số này đang có xu hướng test lại vùng 20.500 điểm, khoảng vùng này. Đó, và cái vùng này mà nếu mà chỉ số này giữ được và có thể sang tuần đã có những cái nhịp phục hồi từ đây, thì như vậy là nó sẽ có những cái tác động rất là tích cực lên thị trường chứng khoán châu Á cũng như thị trường chứng khoán của Việt Nam. Chỉ số Dow Jones 30 hiện tại cũng lên đánh giá đang rất là tích cực đó, và những cái vùng dự báo 18.000 điểm thì dự báo sẽ hồi phục lên khoảng 22.500 điểm và sẽ có những cái điểm test nhẹ lại ở khoảng vùng 20.500 điểm, và từ vùng 20.500 điểm này thì chỉ số Dow Jones cũng sẽ có những cái mức phục hồi và nó sẽ chạm lại ở vùng 22.500 điểm. Và những cái chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đi Dow Jones 30 thì nó cũng đang rất là tốt. Và Hùng Lê cũng xin phép cả nhà, đấy là những cái góc nhìn của Hùng Lê, nó thuần về kỹ thuật chứ Hùng Lê không thể đi sâu phân tích được như là chỉ số VN Index, như là chỉ số VN30 hoặc là VN30F1M của Việt Nam, bởi vì là chúng ta sẽ không phân tích được từng cái nội tại cổ phiếu mà chúng ta chỉ nhìn ở những cái góc độ sơ khai thôi.
Chỉ số Hang Seng thì khả năng sẽ test lại ở khoảng vùng 22.500 điểm một tí nữa, và sau đó thì sẽ có một cái lực phục hồi ở đây. Như vậy là những cái chỉ số chứng khoán nó đang rất là đẹp. Chỉ số Nikkei 225 thì có thể sẽ test lại vùng khoảng 17.500 điểm. Chỉ số Shanghai thì bây giờ đã hai lần test lại vùng 2.700 điểm rồi, và cơ bản là những cái tín hiệu kỹ thuật này thì khả năng sang tuần chỉ số Shanghai cũng sẽ phục hồi. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đối với chỉ số chứng khoán Mỹ và chỉ số chứng khoán châu Á thì đang có những cái gam màu rất là sáng, và chính những gam màu này thì nó cũng sẽ có những cái tác động hết sức là tích cực cho thị trường. Và chúng ta cùng nhìn thêm cả giá dầu thế giới. Thì hiện tại chúng ta nếu như một cái view tổng quan về giá dầu thì chúng ta cũng thể thấy đây, từ năm 2010, từ năm 2010 thì giá dầu đã rơi vào mức thấp nhất ở 20 đô, 20 đô, khoảng tầm 20 đô trên một thùng. Và chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ tổng quan này thì chúng ta cũng nhìn thấy được là hiện tại thì giá dầu đang rất là thấp, thấp nhất kể từ năm 2010, và như vậy là thấp nhất từ 10 năm nay. Thì chúng ta cũng thấy rằng giá xăng ở trong nước thì cũng đã có những cái mức giảm rất là tích cực, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì khả năng dầu sẽ test lại ở ngưỡng 20 19.8 đến khoảng ngưỡng 20. Khả năng dầu sẽ có những cái điểm test ở vùng quanh này, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy thì khả năng giá dầu sẽ phục hồi và cơ bản là giá xăng sẽ tăng trong một vài ngày tới. Theo như ông Lê dự báo là như vậy, bởi vì những cái chỉ báo kỹ thuật của giá dầu thì chúng ta cũng sẽ có những cái đánh giá, để tí nữa chúng ta sẽ đánh giá về nhóm ngành dầu khí. Thì đấy là một số các cái yếu tố mà chúng ta sẽ điểm qua trước cái phần bản tin của chúng ta. Và Hùng Lê cũng đã có giới thiệu với tất cả anh chị em rồi, đó là ngoài cái việc Hùng Lê hỗ trợ tất cả những anh chị em trên kênh YouTube, trên kênh Facebook, thì Hùng Lê có hỗ trợ tất cả những anh em ở trên team VPSNO01, đó là tất cả những cái tài khoản mà thuộc team của Hùng Lê quản lý tại công ty chứng khoán VPS. Thì ngoài cái việc là những cái thông tin chung thì Hùng Lê sẽ hỗ trợ trực tiếp tất cả những anh chị em thuộc tài khoản và hỗ trợ trực tiếp qua Zalo, để cho chúng ta có được những cái gọi là trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch đấy, thì chúng ta sẽ có những cái thông tin. Và ở trên kênh Zalo này thì Hùng Lê là hỗ trợ trực tuyến, tức là hỗ trợ trong khung thời gian giao dịch. Và ở trong này thì khi mà cổ phiếu có những cái điểm test, có những cái điểm cầu nó đẹp thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng. Đối với thị trường chung trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến việc là cái dòng tiền hiện tại là chúng ta nghiên cứu cái dòng tiền của khối lượng là đã có những cái phiên mà giao dịch đạt trung bình trên 21 phiên, và nó khá là ổn định. Và một số cái nhóm về nhóm banh thì hiện tại đang bắt tay vào một số cái phiên trụ ở phiên cuối tuần đang bị giảm điểm. Như vậy thì đấy là những cái yếu tố mà tiêu cực khi mà tác động thị trường lên tuần tới. Và Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo là VN Index của chúng ta sẽ test lại ở vùng 670 điểm, tức là những phiên đầu tuần, bởi vì trong những phiên cuối tuần thì khi đó thì Hùng nhìn thấy banh bị mất tay và các mã cổ phiếu trụ bị bán mạnh, thì dự kiến là những cái phiên đầu tuần thì VN Index sẽ test lại vùng 670 điểm và phá sinh, thì sẽ có thêm những cái điểm điểm long và điểm sọc xen kẽ nhau đó. Bởi vì là ở tất cả những cái thời điểm hiện tại đó thì chúng ta cũng sẽ chưa thể có được một trend phái sinh dài. Cùng với đó thì hàng ngày thì ông Lê tiếp tục có những cái phân tích định lượng cập nhật cho tất cả những các anh chị về các cái mã cổ phiếu, ví dụ như họ nhà VIX ở Vinhome ở vùng 55, VRE vùng 18.5, VIX ở 80, và đấy là những cái ngưỡng test kỹ thuật rất là đẹp. Đó, chỉ có là MWG, đó, P&G, đó, thì sau đó thì ông tiếp tục có những cái cập nhật về rất nhiều các mã cổ phiếu FPT, đúng không ạ, chạm vùng 40 và bật lại phái sinh, có những cái điểm long sọc VRE ở vùng 17 Man San đó, và cầu nội cân ở quanh vùng 48.5. Hùng đánh giá rằng kỳ vọng là Man San sẽ là một chân trời sáng sau khi mà khối ngoại kết thúc, tức là chân trời sáng có nghĩa là sau một cái bình nguyên, bởi vì Man San nó có một cái vùng tích lũy đi ngang ở vùng 48.5 rất là đẹp, và sau cái vùng tích lũy đi ngang đó thì một là cổ phiếu sẽ sập rất là mạnh, hai là cổ phiếu sẽ tăng mạnh. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật của Man San thì Hùng đánh giá rằng Man San sẽ tăng lại. Ở Vinamilk có những cái điểm test đẹp ở vùng 90 và kỳ vọng đây sẽ là một cái mã trụ rất là ổn định, FPT đó. Hòa Phát sẽ dự kiến là Markgap sẽ đưa lên được đến khoảng vùng 18, Vinhome test lại vùng 55.5, và đây là một cái vùng có ý nghĩa rất là quan trọng để đảm bảo cái xu hướng của cổ phiếu. VIX test lại vùng 40. MWG thì Hùng Lê đã có những cái tín hiệu phân tích
để đưa cái target của M này, MWG sẽ hồi phục lại về vùng 66 đến vùng 67. Và tại cái vùng này thì MWG đã có sẽ xuất hiện những cái nhịp chỉnh kỹ thuật, thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn. P&G thì Hùng Lê vẫn đề cập đến những cái kịch bản, đây là những cái bản tin đầu tuần, kịch bản giảm về vùng 45, và tại vùng 45 này thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng, tức là những cái phân tích định lượng này của Hùng là rất là sớm. Và một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là cái kịch bản phá đáy 650 có cao không, thì Hùng Lê đã có sau đó thì Hùng phân tích Vietcombank, BIT, BVH. BVH cũng là một cái kịch bản test lại vùng 35 các anh chị nhé, tí nữa Hùng sẽ nói lại. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê khẳng định là chúng ta chưa tính toán đến cái kịch bản gãy vùng 650, bởi vì Hùng tính toán đến các cái trụ hiện tại đang vận động rất là ok, và nhóm banh chỉ mất tay và chỉ xem những cái tín hiệu chiều nay và cái tình hình bệnh dịch ở trong nước thì chúng ta cũng thấy rất là tuyệt vời. Và trong tuần thì rất 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 nhiều những cái tín hiệu ở trên team đó là những cái mà Hùng Lê hỗ trợ trực tiếp dành cho cộng đồng nhà đầu tư đã chuyển về team của Hùng Lê để liên tục đồng hành cùng với Hùng Lê trong suốt chặng đường đầu tư. Ok, phần thứ ba nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi vào phân tích toàn bộ tình hình thị trường, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá về nội tại thị trường của chúng ta. Đối với mã cổ phiếu VIX, Hùng Lê đã có những phân tích định lượng về khả năng VIX sẽ có những điểm test lại ở vùng 80. Đây các anh chị nhé, test lại ở vùng 80. Đấy là những cái kịch bản từ rất là sớm, từ bản tin video số 96. Và sau đó thì VIX sẽ đi về vùng 90. Và kết tuần thì các anh chị thấy rằng VIX cũng đã đi về vùng 90 và đang đi vào vùng kháng cự mạnh 90 đến 92. Hùng Lê dự báo là đây khi VIX đi đến vùng này thì khả năng VIX sẽ có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật, và nhịp chỉnh kỹ thuật đẹp nhất đó là test về khoảng vùng 83, và sau đó thì VIX lại tiếp tục có những cái nhịp công cáng lại cái vùng này, thì đấy là cái kịch bản đối với VIX. Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các cái anh chị trong team Hùng Lê là chốt VIX ở vùng giá 90 đến vùng giá 90, đây tức là vùng giá 90 đến vùng 92, đấy là vùng mà chúng ta sẽ canh chốt VIX ở trong một cái nhịp hồi phục ngắn này. VHM, bản thân VHM hiện tại Hùng Lê đang tính toán ở một cái điểm hồi phục của Vinhome ở vùng 55. Và Vinhome đã test đáy lần 2 ở vùng 55 các anh chị nhé, và không gãy, test đáy lần 2 ở vùng 55 và không gãy. Vậy thì xu hướng là Vinhome sẽ lại có những cái điểm đánh lại về vùng 60 đến vùng 61. Và tại đây thì Vinhome sẽ kiểm tra cung cầu. Kiểm tra cung cầu có nghĩa là gì? Tại đây nếu như có những cây nến xanh thoát dài, có những cây nến xanh thoát dài được vùng 60 thì như vậy là Vinhome sẽ có những cái nhịp bứt phá đi lên, và tiếp theo thì Vinhome sẽ đánh lại vùng 70 đến khoảng vùng 71, 70 đến vùng 71. Và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinhome thì ông Lê đánh giá là đang khá là tích cực khi mà đang có những cái nhịp test mô hình V kép. Một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là có những cái mũi tên dài, những cái mũi tên đỏ dài này thì đấy chính là dòng thời gian, tức là khi mà Vinhome bị gãy vùng 80 thì Hùng Lê có những cái test chỉnh dự báo là Vinhome sẽ đánh về vùng 70, gãy vùng 70 thì Hùng Lê dự báo Vinhome đánh về vùng 55, tức là những cái biểu đồ khi mà một cái trend cổ phiếu xuống thì Hùng Lê sẽ phân tích sóng xuống, và khi gặp những cái vùng hỗ trợ này thì có những cái mũi tên xanh lên đây, đấy chính là những cái điểm Hùng Lê dự báo rằng là cổ phiếu sẽ hoàn toàn là vằn, tức là nó sẽ có những cái điểm test lên chỉnh xuống, test lên chỉnh xuống ở đây để xác nhận lại cái xu thế đó. Và khi xác nhận xu thế xong thì Hùng Lê sẽ có những cái gọi là có những cái mũi tên xanh đi lên ở bên này đó, ví dụ như vậy. Và ví dụ như về đến vùng 70 thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái định lượng, nếu như cổ phiếu này bứt được thì Hùng sẽ có thêm những cái mũi tên xanh đi lên như thế này, thì khi chủ Hùng Lê phân tích sóng xuống thì những mũi tên đỏ, khi Hùng Lê phân tích sóng lên thì những mũi tên xanh, và nó sẽ xuyên suốt tất cả các cái bản tin định lượng hàng tuần của Hùng Lê. Đó là một cái điều rất là đặc biệt trong các cái bản tin phân tích của Hùng Lê đó, tuần nọ nối tiếp tuần kia, và dữ liệu của tuần này thì nối tiếp dữ liệu của tuần kia, nó liền mạch như vậy, nó không có một cái gì nó gọi là ngắt quãng. Bản thân VRE cũng như vậy. Đây, một cái dòng thời gian khi VRE bị mất vùng 32, và cái vùng 32 này là một vùng mà Hùng đã đánh giá rằng là cổ phiếu nó sẽ bị mất tay. Các anh chị xem lại những cái bản tin khi mà Hùng Lê phân tích một cái nhịp hồi phục ở đây, đấy là những cái nhịp hồi phục ngắn. Hùng Lê là khuyến nghị các anh chị chốt ở vùng 32. Gãy 32 thì đấy, đấy là một cái dòng thời gian để VRE đi từ vùng 32 mà về đến tận vùng 18. Và chính xác là biên 17.5 đến biên 19, đó là cái vùng dự báo cuối cùng của Hùng Lê của VRE. Khi VRE rơi về đây thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá về việc là cổ phiếu này sẽ tích lũy nền ở đây, có những cái nhịp hồi lên xong thì như thế nào, tả xuống
trả xuống xong rồi lại hồi lên. Tức là đây chính là những cái điểm tạo nền, đây chính là những cái dự báo của ông Lê về những cái điểm tạo nền của cổ phiếu. Và khi cổ phiếu tạo nền thì ông Lê vẫn khuyến nghị anh chị chúng ta có thể vào tối đa 30% vị thế, tức là VRE chúng ta có thể mua ở vùng 18.5 với 30% vị thế ở đây. Và chúng ta sẽ chờ khi VRE đánh vượt thoát vùng 20. Đó, và khi vượt thoát vùng 20, ví dụ như vậy, có những cái lực cầu vượt thoát ở bên này thì chúng ta lại bắt đầu phân tích một sóng lên bằng những cái mũi tên xanh ở bên này. Ok, VRE là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng trong cái bản tin tuần thì Hùng Lê đã có đây. Hùng Lê đã có đặt ba cái mã cổ phiếu khá là cơ bản, đó là VRE, Mansan và Vinhome ở trong cái bản tin mà Hùng Lê phân tích là thị trường có những gặp những cái cản khó tại vùng 700 điểm. VRE là một mã cổ phiếu Hùng Lê đánh giá ở thời điểm này chúng ta có thể tham gia được các anh chị nhé. Sabico, SAB. Đó, SAB thì cũng đã có một cái dòng thời gian chỉnh giảm rất là dài và đến cái điểm vùng 120, đó là cái điểm mà vùng Hùng Lê dự báo rằng Sabico sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật phục hồi từ đây. Và hiện tại thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là Sabico đang có những điểm đi ngang, đánh ngửa ở quanh vùng 120. Và ở cái điểm 120 này tích lũy thành công thì Sapeco sẽ đánh chạm khoảng vùng 140 đến vùng 150. Về đến đây thì cổ phiếu lại chỉnh. Đó, và chúng ta dò tìm những cái vùng giá mục tiêu chỉnh và những cái target kháng cự này để chúng ta có được những cái trong cái quá trình trading thì chúng ta sẽ gặp kháng cự chúng ta bán, gặp hỗ trợ chúng ta mua. Và đó là lý do vì sao mà trong tuần vừa rồi nhiều anh chị trong team của ông Lê cũng như cộng đồng nhà đầu tư đã mua được FPT, đã mua được BVH, đã mua được Man San, vân vân và vân vân, rất nhiều những mã cổ phiếu Hùng Lê phân tích thì các anh chị đã đưa nó về đến tài khoản của các anh chị và đã có lãi tưng bừng khi mà thị trường chung của chúng ta có những cái dấu hiệu mà hồi phục, đúng không ạ? Vinamilk, ok, Vinamilk đây chúng ta sẽ phân tích Vinamilk. Vinamilk cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá trong tuần, trong bản tin video số 97 rằng Vinamilk đang rất tốt rồi, đang ok rồi, mọi thứ nó đã khá là ổn thỏa với Vinamilk ở vùng giá hiện tại, đó là vùng giá 84 đến vùng giá 85. Thì đây cũng là một cái điểm chỉnh dài của Vinamilk. Đó, những cái hình mũi tên này các anh chị nhé, đấy là Hùng phân tích một cái sóng xuống của Vinamilk. Hiện tại chúng ta nhìn thấy dòng tiền đang rất là tích cực hướng lên tỷ chỉ báo MACD và lực bắt về 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 bắt đáy của Vinamilk ở cái vùng 85 rất là đẹp. Và Vinamilk thì Hùng Lê đã có những cái dự báo ở từ video 96, tức là cách đây 2 tuần thì Hùng đã có những cái dự báo rằng trong nhịp đánh này Vinamilk sẽ đánh chạm vùng 95.5, 95.5. Sau đó sẽ có những cái nhịp test chỉnh nho nhỏ về khoảng vùng 90 không gãy. Những cái nhịp test chỉnh nho nhỏ về vùng 90 không gãy, và về vùng 90 không gãy rồi thì Vinamilk tiếp tục kéo lên về vùng 100. Và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk đang rất là đẹp, và những cái chỉ báo về dòng tiền, chỉ báo MACD và tất cả mọi thứ thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta có thể thấy rằng là rất là tuyệt vời, rất là hoàn hảo khi mà các anh chị theo dõi các cái bản tin hàng tuần của ông Lê và nghe rất kỹ, ghi chép lại những cái dữ liệu ông Lê phân tích thì ông Lê tin rằng đó là những cái giá trị mà không thể các anh chị có thể phải bỏ ra rất nhiều tiền để qua những cái lớp học, mà thay vì đó các anh chị chỉ cần xem những bản tin của ông Lê thì chúng ta cũng đã có một cái nền tảng kiến thức tương đối ổn định và tốt. Thì mục tiêu của Vinamilk sẽ đánh chạm vùng 100 và có thể mạnh hơn sẽ là vùng 105. Thì đây là những cái target mà ông Lê đã bắt đầu có những cái điểm tính toán, những cái điểm cầu tính toán của Vinamilk, và đó, và chúng ta sẽ có những cái mũi tên xanh bắt đầu xuất hiện, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đối với Vinamilk. Ở Vinamilk thì bản thân Hùng Lê cũng đã khuyến nghị chúng ta ở trong tuần trước rồi. VDC, đối với VDC thì chúng ta cũng đã có một cái bản đồ rơi gãy khi VDC mất mốc ở đây là khoảng vùng 141 các anh chị nhé. Khi VDC mất mốc ở 141 ở đây thì Hùng Lê đã có những cái dự báo là VDC rơi về vùng 120, sau đó thì rơi về vùng 110, và cái điểm cuối cùng đó là Hùng Lê dự báo VDC rơi về vùng 90. Thì trên cái quá trình rơi đó thì Hùng đang tìm thấy ở trong 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 2 tuần vừa qua, tức là ở tuần video số 95, 96, 97 thì Hùng đã nhìn thấy ở một cái vùng tích lũy của VDC ở đây ở vùng 95 đến vùng 100, và tại thời điểm này thì cái tín hiệu đà cổ phiếu ngừng rơi. Tuy nhiên với tín hiệu kỹ thuật hiện tại VDC thì Hùng Lê không ok lắm, bởi vì là cái thanh khoản nó bị mất thanh khoản, ở đây này. Chính vì mất thanh khoản nên những cái lực hồi phục này nó sẽ không được bền. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật mà bắt
lực cầu bắt lại ở phiên kết tuần và tín hiệu dòng tiền đi lên MACD và một số các chỉ báo khác, thì có thể VTC sẽ hồi lại về vùng 110, tức là hồi lại về cái vùng mà nó đã bị rơi trước đây. Và về đến đây thì khả năng là cổ phiếu sẽ có những cái điểm test chỉnh lại kỹ thuật ở đây, và sau khi những cái điểm test chỉnh kỹ thuật này thì chúng ta sẽ quan sát để chúng ta có thể chúng ta sẽ xem những cái dấu hiệu về dòng tiền. Dòng tiền tốt thì chúng ta sẽ tham gia, còn dòng tiền chưa tốt thì tạm thời chúng ta quan sát, bởi vì thị trường đang có rất nhiều những cái mã cổ phiếu tốt để chúng ta đầu tư, chứ không nhất thiết là chúng ta phải mua những cái mã cổ phiếu mà khi nó chưa đạt tín hiệu. BVH. Bản thân BVH thì đây một cái sóng xuống khá là dài, Hùng Lê phân tích ở bên này. Và cái điểm mà Hùng Lê dự báo gần đây nhất ở vùng giá 35, và sâu hơn, một cái kịch bản sâu hơn đó là ở vùng 23.5. Tuy nhiên cái vùng 23.5 thì chúng ta sẽ chưa tính toán đến, mà chúng ta đang tính ở cái vùng 35. Tại cái vùng rơi 35 này thì cũng một số các tài khoản đã bắt rất là được, rất là tuyệt vời, và ngày hôm nay thì đã bắt đầu chốt BVH. Có lãi là chốt mà. Thì ở vùng 35 thì BVH đã có những nhịp tích lũy ở đây, và đặc biệt là lực cầu và tín hiệu dòng tiền. Đó, tín hiệu dòng tiền đi lên thì cổ phiếu nó sẽ đi lên thôi. Ngày hôm nay BVH đã break kênh 40, tức là break cái nền hỗ trợ này rất là đẹp, và như vậy thì BVH sẽ có điểm cầu tiếp theo ở vùng giá 45. Và xu hướng với những cái điểm hồi phục mạnh như của BVH thì 45 này thì Hùng Lê nghĩ là nó chỉ trong tầm tay thôi, nó sẽ đánh qua. Và cái điểm cầu nó xa hơn đó là đang kỳ vọng ở khoảng vùng giá 50 đến vùng giá 55. 50 đến vùng giá 55 thì hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta có những cái phân tích định lượng, và cơ bản thì BVH sẽ có những cái điểm khá là tốt ở đây rồi. Lực cầu khá là tốt. Trên cái con đường đi hồi phục của BVH thì BVH sẽ có những cái điểm test 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 cung. Nó sẽ có những cái điểm test cung, tức là có nghĩa là có thể khi chạm về vùng 45 thì BVH sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại và bắt đầu mới xây đi lên thế này. Đó thì cái cách đi của cổ phiếu nó là như vậy. BVH là một mã cổ phiếu tốt, và Hồng Lê cũng đã có những cái khuyến nghị dành cho các anh chị chúng ta có thể tham gia đầu tư ở trong những bản tin trước. Còn thời điểm hiện tại thì BVH gần như nó đã bị mất đi những cái điểm mua đẹp rồi. Các anh chị mua sau thì các anh chị sẽ chấp nhận những cái rủi ro. Mansan là mã cổ phiếu mà Hồng Lê đã liên tục phân tích trong các cái bản tin hàng tuần ở vùng 48.5, khuyến nghị các anh chị mua 30% vị thế. Và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả các tài khoản của Hùng Lê, Mansan chúng ta mở mua hết ở trong phiên hôm nay được, bởi vì tín hiệu hôm nay của Mansan rất là đẹp. Đây. Đây rồi, Mansan. Đây. Bình Nguyên này giải ngân 30 phân bắt đầu thì xu thế vượt cạn vùng 50, vốn lớn hơn 1,5 triệu thì ở đây là chân trời, và chúng ta mua gia tăng thị trọng hoặc là mua hết đóng hết cổ phiếu hàng ở đây thì như vậy đó. Khi các anh chị về thì sẽ có những cái khuyến cáo trực trực tuyến ở trong room như vậy. Thì bản thân ngày hôm nay Masan đã có những cái điểm đánh lên, và cái với những cái tín hiệu cầu kỹ thuật hiện tại như vậy thì Masan của chúng ta sẽ đánh chạm lại về vùng 55 đến khoảng vùng 56. Về đến vùng này thì cổ phiếu cũng sẽ chưa thể tăng mạnh lại được ngay đâu, sẽ có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây, và những cái nhịp chỉnh kỹ thuật nó như thế nào thì Hùng Lê căn cứ cái tình hình thực tế để Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần Mansan break cái nền đây, break nền 57 đến nền 58 thì như vậy là Mansan sẽ tiếp tục có một cái hành trình khá là đẹp ở bên này con dốc đó. Thì bên kia con dốc là chúng ta phân tích một sóng chỉnh giảm dài, thì bên này con dốc bắt đầu có những cái hình mũi tên xanh để chúng ta có được những cái gọi là gì ạ, những cái sự hồi phục. Và hiện tại thì tín hiệu dòng tiền cũng đang tốt lên. Thì hàng tuần Hùng Lê vẫn nói với các anh chị rồi, phân tích kỹ thuật là hàng tuần thì Hùng Lê sẽ cập nhật các cái điểm kháng cự, điểm hỗ trợ mới của cổ phiếu. Chứ bây giờ nếu như khi Mansan đang ở vùng 52.3 mà Hùng Lê phân tích lên vùng 70 đúng không ạ, thì các anh chị bảo là thằng này bị nó yêu, bởi vì chúng ta không có cơ sở gì để chúng ta nói như vậy cả, mà chúng ta sẽ phải cần có những cái tín hiệu kỹ thuật. Và hàng tuần thì chúng ta sẽ phân tích ở trên trên kênh YouTube, và sau đó thì sẽ ở trên team Zalo nữa. Nhắc đến Mansan thì Hùng sẽ phân tích thêm một cái mã cổ phiếu nữa mà các anh chị đáng lưu tâm đối với họ này, MCH. Bản thân MCH thì thanh khoản nó hơi thấp, nhưng các anh chị cũng có thể nhìn thấy là có cái thời điểm của năm 2018 Hùng Lê có phân tích cái mã cổ phiếu MCH, và khi đó MCH đã cho một cái mức tăng từ 40 đến 90. Chưa kể cổ tức các anh chị nhé, chưa kể cổ tức. Đây là một cái mã cổ phiếu, và sau đó lên đến cái vùng này thì sau đó thì Mansan bắt đầu có một cái nhịp suy giảm ở đây. Thì đến cái thời điểm hiện tại
thời điểm hiện tại thì Man San đã bị hồi mất rồi, MCH này bị hồi mất rồi, bị hồi mất từ vùng 50, nếu mà điểm mua đẹp nó phải là từ vùng 50 cơ. Nhưng Hùng Lê phân tích ở đây để chúng ta nói những cái gì, tức là có thể cổ phiếu này cũng sẽ có những cái điểm chỉnh lại, sẽ có những cái điểm chỉnh lại quanh vùng 55 và đến vùng 50, thì chúng ta sẽ quan sát ở những vùng đó để chúng ta có thể tham gia. Lưu ý mã cổ phiếu này thì thanh khoản nó hơi thấp, tuy nhiên là cái mức độ trả cổ tức nó rất là ok, và theo như Hùng Lê đến cái vùng 50 đến vùng 55 này thì khả năng là cổ phiếu cũng đã có những cái điểm cầu mà chúng ta bắt đầu quan tâm trở lại được. Còn sâu hơn thì có thể là vùng 40, nếu mà về đến vùng 40 thì đẹp quá. Về đến vùng 40 thì chúng ta có thể mua để chúng ta nắm giữ 3 đến 5 năm tới. Các anh chị cứ yên tâm là như vậy, đối với mã MCH rất là hay. Ok, VLC. Ngành hàng không thì chúng ta thấy rằng ngành hàng không thì vẫn đang chịu những cái tác động khá là tiêu cực của dịch Covid, bởi vì bây giờ các cái chuyến bay quốc tế, các cái chuyến bay nội địa và cơ bản thì nó vẫn đang mã cổ phiếu VDC chúng ta phân tích rồi, xin lỗi cả nhà. MWG. Chúng ta nói đến MWG. Man San xong đến MWG, xin lỗi. Đối với MWG thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng để đưa cái vùng dự báo về MWG có thể đánh ở trong nhịp này sẽ đưa về vùng 66 đến vùng 67. Một cái nhịp hồi phục ngắn từ vùng giá 56 thì các anh chị cũng có thể thấy rằng đúng không ạ? Trong cái điều đặc biệt nhất ở trong tuần vừa rồi đấy là các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích định lượng nó đã vận động đúng trong cái trend của chúng ta. Và khi mà cổ phiếu vận động đúng như vậy thì chúng ta phân tích cái xu thế thị trường chung nó sẽ rất là ok. Thì về cơ bản là MWG sẽ có những cái điểm kéo chạm về vùng này và maximum thì có thể chạm lại vùng 70, và cơ bản là nó sẽ test lại, test chỉnh lại kỹ thuật. Và trong ngắn hạn thì vô hình dung MWG đã hình thành một cái đáy ở khoảng vùng 55 đến vùng 56 đây, và những cái điểm mà nó sẽ test qua test lại đây, những cái điểm test qua test lại đây để chúng ta đánh giá những cái tín hiệu xây nền của cổ phiếu MWG tại vùng 55 đến vùng 56. Cơ bản là những cái điểm mua của anh chị thì đã bị trượt rất là dài rồi các anh chị nhé. Bởi vì đây cái điểm xanh này là cái điểm kết phiên tuần trước, thì tại cái thời điểm Hùng Lê phân tích và dự báo về cái việc là MWG có thể hồi phục thì hồi phục lại là nó sẽ chạm lại về vùng 67, 66 đến vùng 67, mà mạnh hơn thì có thể chạm về vùng 68 ở đây. Sau đó thì cổ phiếu sẽ test lại nền ở đây, tức là test lại cái nền 55, 56 và không gãy ở cái nền này thì chúng ta sẽ phân tích một con sóng lên ở bên này. Và đối với MWG thì chúng ta sẽ canh chốt, những anh chị nào có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt, không còn điểm mua. PNG cũng là một mã cổ phiếu mà trong team của Hùng Lê các anh chị đã bắt đáy rất là tốt, rất là tốt. Tại vì sao? Khi PNG bị mất cái vùng hỗ trợ ở đây, anh chị chờ một tí, hình như là tín hiệu bị tín hiệu này. Alo. Khi mà PNG bị mất cái vùng hỗ trợ đây thì Hùng Lê đã có những cái điểm phân tích sóng xuống của PNG chạm đó về vùng 70. 70 xong đó thì Hùng Lê tiếp tục có những vùng 50, và cái điểm phân tích cuối cùng của Hùng Lê đó là cái tọa độ ở vùng 45. Trong bản tin phân tích tuần thì Hùng Lê dự báo rằng PNG sẽ đánh chạm vùng 45, và chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày 31 tháng 3 PNG đã chạm về vùng 45 và đóng cửa ở vùng 45.96, tức là trong phiên thì nhúi qua 95 và kết phiên thì đóng về vùng 96, 46, gần 46. Và phiên ngày hôm sau thì PNG có một nhịp test lại vùng 45 một lần nữa trước khi hồi phục. Thì bản thân PNG thì Hùng Lê đánh giá rằng trong nhịp này PNG sẽ đánh chạm vùng 53 đến khoảng vùng 55. Vùng 3, 53 đến 55. Và khi về đến vùng này thì PNG tiếp tục có những cái nhịp chỉnh lại nền. Chỉnh lại nền ở đây, và chỉnh lại nền thì chúng ta lại tiếp tục có những cái phân tích đánh giá định lượng là PNG chỉnh lại nền thì nó sẽ có những cái hiệu ứng ở đây như thế nào, để chúng ta có phân tích một cái sóng lên, một cái sóng lên mạnh hay không, hay là chỉ là một cái sóng phục hồi. Thì đấy, tín hiệu đấy thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng hàng tuần. Và các anh chị cũng thấy rằng là từ vùng 45 Hùng Lê phân tích lên một cái target lên vùng 53 đến vùng 55 thì Hùng Lê cứ cho là đến hôm nay đi, thì như vậy là một cái nhịp khủng phân tích hôm nay là chạm 52 anh chị nhé. Thì chúng ta cứ tính là khoảng 45 trừ đi 52 là 7.000, 7.000 trên 45, như vậy là chúng ta cũng đã có một nhịp 15%, đúng không ạ? Nếu như chúng ta chịu khó phân tích
Nếu như chúng ta chịu khó ghi chép những cái nền tảng kiến thức của ông Lê để mua ở vùng 45 thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta đã có khoảng tầm 16%. Đó, chưa kể đến là nếu như cổ phiếu PNG có thể tuần tới nó còn đánh lên một nhịp nữa trước khi chỉnh, tức là có thể đạt đến vùng 55. Như vậy là chúng ta đạt được 10.000 trên một cổ phiếu và chúng ta sẽ lấy 10 chia cho 45, như vậy chúng ta có 22% lợi nhuận đối với mã cổ phiếu PNG, có tốt không ạ? Theo Hùng Lê nó là quá tốt ở thời điểm hiện tại. Quá tốt ở trong cái thời điểm của bệnh dịch của chúng ta đang rất là phức tạp, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục mã cổ phiếu Bình Minh, BMP. Bản thân Bình Minh thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê rất là yêu thích. Tuy nhiên là Bình Minh bị thất bại ở cái điểm break nền ở trên 50, và chính vì vậy khi bị thất bại ở cái nền này, cho nên Bình Minh đã có một nhịp giảm dài, và như vậy là giảm về đến tận vùng 35. Và trong những cái phân tích định lượng của Hùng Lê đó là nếu như mà cổ phiếu này bị gãy nền 34 thì xu hướng là sẽ đáp trả lại về vùng 30. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhìn thấy là 2 tuần trong bản tin video số 96 và 97 thì Bình Minh đã tích lũy khá là thành công ở cái nền 34, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta tạm thời bỏ kịch bản là bị gãy vùng 34, và như vậy là dòng tiền đang hướng lên và đặc biệt tín hiệu MACD đang tốt lên thì Bình Minh cũng sẽ có một cái nhịp hồi phục ở đây, và nhịp hồi phục mắc nó sẽ chạm lại khoảng vùng 38. Các anh chị lưu ý, chạm lại vùng 38 thì cổ phiếu này sẽ có những cái điểm chỉnh lại, đẹp nhất là sẽ chỉnh lại về vùng 36 đó và hồi phục một con sóng lên, thì đây là một con sóng lên của Bình Minh. Nếu thỏa mãn những cái yếu tố kỹ thuật này thì đây là một cái sóng lên của Bình Minh, và những cái điểm test lại ở đây nó không bị gãy, không được gãy, như vậy thì đây là một cái tín hiệu kỹ thuật tốt, và như vậy thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cập nhật, và trước mắt thì Hùng Lê kỳ vọng ở vùng 38 các anh chị nhé. Bình Minh, những anh chị nào có Bình Minh thì chốt ở vùng 38, nói chung như thế nó cũng là hợp lý. Trong thời điểm hiện tại chúng ta cứ đánh ngắn đó, có lãi thì chúng ta tốt. G là một cái mã cổ phiếu blue tương đối già cỗi, nhưng trong cái thời điểm hiện tại thì G cũng không có quá nhiều những cái nhịp đánh nó là tốt, và bản thân G thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích đâu đó các anh chị có xem lại ở khoảng vùng 35 đó, giảm phân tích chỉnh giảm về vùng 30, hồi phục lên vùng 34 và sau đó thì test lại nền 30 một lần nữa, gãy nền 30 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng rằng cổ phiếu này sẽ đi về khoảng vùng 25.5 đến vùng 26. Đây là cái vùng nền mà cổ phiếu sẽ tích lũy và hồi phục trở lại. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là khi rơi về đây, đấy, đã hồi phục nhịp thứ nhất, xong rơi tiếp một nhịp thứ hai. Đây là một cái nhịp thứ hai trong phiên ngày 30 tháng 3. 31 tháng 3 thì tiếp tục rơi nhịp thứ hai và bây giờ lại bắt đầu hồi phục lại ở cái vùng đây, ở vùng 30. Đó. Vậy thì Hùng Lê chỉ nói là nếu như chúng ta chịu khó ghi chép lại, đúng không ạ? Chúng ta có thể mua ở những cái vùng hỗ trợ 26.5 và lên đến vùng đây 30 chúng ta chốt, như vậy là chúng ta cũng được 3.500, và chúng ta sẽ thử tính xem là 3,5 chia cho 26.5 giá vốn, như vậy chúng ta cũng đạt được một cái lợi suất trên 10% đó. Vậy thì những cái ghi chép nó sẽ rất là quan trọng cho các anh chị lưu ý như vậy. Và những cái bản tin phân tích của ông Lê thì nó là dòng thời gian, và các anh chị đã hiểu cái chữ dòng thời gian là gì, tuần này nối tiếp tuần kia đó. Ông Lê nói rất là nhiều, nó rất là kỹ để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể áp dụng được vào trong cái quá trình mà các anh chị giao dịch. FPT, một mã cổ phiếu tuyệt vời, đúng không ạ? Tại sao lại tuyệt vời thì chúng ta sẽ xem nào. Bản thân FPT thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng từ từ những vùng ở trên này, đó là những cái vùng mà phân phối vai đầu vai. Khi FPT ở những cái vùng 40 ở những cái vùng trên này, đây là những cái vùng giá khoảng khoảng bao nhiêu đã, khoảng vùng giá 56 đến vùng 57 thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta bán này. Bán, và sau đó thì Hùng Lê đã có những cái phân tích từ vùng này chỉnh về đây nè, các anh chị cứ xem lại đi, chỉnh về vùng 50, từ 50 hồi phục lại đến khoảng vùng 55, và từ vùng 55 lại test lại vùng 50, gãy vùng 50 thì chúng ta có những cái điểm rơi tiếp theo ở vùng 45, và trong cái phân tích gần đây nhất của Hùng Lê đó là FPT chắc chắn sẽ rơi về vùng 40. Những cái dự báo của Hùng Lê, đây là những cái dòng thời gian đó, trên một cái sóng rơi xuống về vùng 40, và khi chạm vùng 40 này thì sao, thì đây mũi tên chỉnh lên thì FPT sẽ đi đánh lại vùng 45 đến vùng 46, và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì FPT đã chạm vùng 40 hai phiên đây các anh chị nhé. Phiên này là chạm vùng 40.1, suýt soát vùng phân tích luôn, còn khả năng cây nến này cũng 40.1 đó.
tức là gần sát với nhịp cùng lên phân tích, thì cổ phiếu đã phục hồi và đến bây giờ là đã phục hồi về vùng 40, hôm nay là gần gần đạt 45, 40, 44.6. Và với những xu thế phục hồi như này thì FPT của chúng ta sang tuần hoàn toàn có thể đạt được về đến vùng 45 đến vùng 46. Đó. Vậy thì chúng ta cũng đã có khoảng tầm 5.000 trên giá vốn 40. 5 chia 40. Đó, chúng ta cũng đạt khoảng 12%. Đó, 12% rất là ok. Các cái điểm mua của FPT hiện tại không còn. Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt, và khi về đến đây, tức là có nghĩa là sau cái nhịp chỉnh này xong, đó, hồi phục xong thì hồi phục lại có thể về lại đây và chúng ta sẽ xem những cái nhịp chỉnh kỹ thuật của FPT. Khả năng những cái nhịp chỉnh kỹ thuật nếu đẹp nhất của FPT nó sẽ rơi về khoảng vùng 42.5. Và từ 42.5 này lại tích lũy và bắt đầu công phá, thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái sóng lên của FPT ở bên này. Và có sóng lên hay không thì chúng ta sẽ cần có những cái điều kiện kỹ thuật các anh chị nhé. Và hàng tuần thì Hùng Lê sẽ phân tích. Nếu mà chưa đến tuần thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích ở trên team Zalo cho tất cả những anh chị em. FPT canh chốt, không còn để mua. Em Novaland, Novaland thì không có gì nhiều. Novaland. Bản thân Novaland thì không có gì nhiều, đó là cái tính cổ phiếu này thì nó mang nhiều cái yếu tố tạo lập, và cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 50. Ở cái vùng này là vùng hỗ trợ dài thì khả năng là tạo lập sẽ đánh lên từ vùng 50 và sẽ chạm mắc ở đây khoảng vùng 53. Chạm 53 thì sẽ có những cái nhịp đánh chỉnh kỹ thuật ở đây, nó chạm lại lình trình ở đây một tí và lại kéo lên. Thì Novaland là một cái mã cổ phiếu mà nó nó cũng giữ nhịp cho thị trường thôi, chứ còn đầu tư thì nó cũng thanh khoản nó hơi là thấp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành dầu khí. Hôm nay sẽ dành nhiều thời gian hơn để chúng ta nói đến nhóm ngành dầu khí. Thì trước khi mà nói đến ngành dầu khí thì trong đầu bản tin Hùng Lê đã nói đến câu chuyện về giá dầu. Thì chúng ta thấy rằng dầu đã rơi về mức thấp nhất, đó là mức 20 đô trong vòng 10 năm qua. Đây, từ năm 2010 ở đây. Và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì sau những cái nhịp rơi như thế này thì dầu sẽ có những cái điểm test nhẹ. Đó, những cái điểm test nhẹ về kỹ thuật ở quanh khoảng, Hùng Lê đánh giá rằng là dầu sẽ có những cái điểm test nhẹ ở quanh khoảng vùng 23.5 đô. Và từ cái điểm này thì cái lực cầu nó sẽ bắt đầu bắt lên. Và như vậy thì về giá xăng thì khả năng là Hùng Lê dự báo là sẽ tăng, chứ nó không còn có cái giá xăng rẻ như thời điểm hiện tại. Và nhóm ngành dầu khí thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng từ lúc bắt đầu quý 1. Thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị là chúng ta sẽ xem xét đầu tư nhóm ngành dầu khí ở khoảng trung, bắt đầu vào quý 2. Bắt đầu vào quý 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu nhóm ngành dầu khí. Bởi vì khi đó Hùng Lê tính toán một cái tọa độ là nhóm ngành dầu khí sẽ chỉnh giảm và giảm đến cái tầm quý 2, tức là cái tọa độ mà Hùng Lê cân đo đong đếm ở rất nhiều các cái yếu tố. Và đến thời điểm hiện tại là ngày mùng 4 tháng 3, tức là chúng ta đã bắt đầu đi vào quý 2 và Hùng Lê đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu mà chúng ta bắt đầu có thể chiến đấu được nhóm ngành dầu khí. Thì đối với GAT là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở quanh vùng 55.5, 55.5 đến vùng 60. Hiện tại GAT đang có xu hướng đi ngang tích lũy nền đây. Một số các chỉ báo kỹ thuật đang khá là ok, dòng tiền đi lên, tín hiệu MACD. Và đặc biệt là khi mà dầu thô rơi về đáy và giá của các mã cổ phiếu dầu khí cũng gần như đã rơi về những cái vùng khá là hấp dẫn đối với GAT ở vùng giá 55, thì hôm nay đánh giá rằng là cũng là những cái vùng giá mà đã nó đang rất là ok rồi, rất ok cho chúng ta đánh rồi. Thì cái kịch bản của GAT trong tuần tới sẽ như thế nào thì Hùng đánh giá rằng khả năng trong tuần tới thì GAT cũng sẽ chưa, tức là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì có thể GAT sẽ dập dìu ở đây một tí nữa. GAT sẽ dập dìu ở lại đây một tí nữa và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu break nền. Và nếu như GAT mà vượt thoát thành công ở vùng giá 60 thì cái xu hướng tiếp theo GAT sẽ đánh chạm vùng 70. Và như vậy thì GAT cũng đã có những cái tín hiệu tạo nền ở đây khá là tốt rồi. Và cái vùng đệm 55 đến vùng 55.5 đóng vai trò rất là quan trọng để giúp cho chúng ta nhận diện cái xu thế tiếp theo của GAT. Tiếp theo là PLX. Đây là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã có những phân tích và định lượng vùng đánh giá trong cái thời điểm hiện tại. PLX đang cái nhịp mà chỉnh giảm về vùng 35, đó là cái nhịp mà chúng ta đã dò tìm ở trong những cái bản tin. Nếu mà đây là bản tin video số 97 các anh chị nhé, thì 96 nó khoảng đây, 95 nó khoảng đây, tức là khoảng từ bản tin 95 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng từ vùng 35 và PLX sẽ hồi phục lên đến vùng 40, sẽ chỉnh giảm lại và sau đó sẽ đánh lại vùng 40, tức là nó sẽ dập dìu ở đây một vài nhịp. Và
Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng Pelic đã có 3 lần dập dìu về vùng 35 và đánh lên vùng 40. Thì với kịch bản hiện tại của Pelic, Hùng Lê đánh giá rằng có thể là Pelic sẽ có những nhịp lấp lại, chưa sẽ chạy ngay được không? Lấp lại ở vùng 37.5. Ở vùng 37.5 này không gãy và lực cầu tiếp tục đẩy vào khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu cổ phiếu đánh break nền 40. Thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có được một cái target tiếp theo của Pelic ở vùng giá 45. Đó, 45, tức là cũng khoảng tầm độ nếu mà chúng ta mua được ở 37.5 về đến 45 là như vậy là được khoảng tầm độ bao nhiêu nhỉ? 37.5 2.500 với lại 7.500. 7,5 chia cho 37.5. Ở một cái mức lãi khoảng tầm 20%, như vậy cũng rất là tuyệt vời trong những cái thời điểm khó khăn của thị trường, đúng không ạ? Chúng ta có được những cái mức lãi như vậy thì rất là tuyệt vời. Ok. Tiếp theo Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu PVS. Bản thân PVS Hùng sẽ view dài một tí nữa, đó là từ những cái vùng chỉnh giảm và đặc biệt là khi PVS bị mất bị gãy ở cái vùng đây này, nếu nhờ Hùng Lê nhớ không nhầm các anh chị, như vậy là rất nhiều bản tin rồi, thì Hùng Lê đã không còn khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư mã cổ phiếu PVS, bởi vì khi đó PVS sẽ đi vào một cái điểm chỉnh giảm rất là dài, rất là dài, và chúng ta tránh PVS. Đó là những cái lời khuyên của Hùng Lê. Và ở những cái tọa độ mà PVS Hùng Lê dự kiến chỉnh thì trong cái kịch bản gần nhất là vùng 10, gãy vùng 10 đó là sẽ đi về vùng 6.5 đến vùng 7, đó là vùng mà PVS sẽ hạ tọa độ. Và chúng ta thấy rằng là PVS đã về đến vùng 8. Đó, nếu như các anh chị mà không nghe những cái khuyến nghị của Hùng Lê mà chúng ta mua từ ở những cái vùng ở trên này, đúng không ạ, vùng 20 lên này, và bây giờ là về đến vùng 8, thì như vậy chúng ta mất 12.000 trên 20, thì các anh chị cũng có thể tính toán được một cái mức lỗ rất là lớn, đúng không ạ, mức lỗ rất là lớn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tính toán kịch bản của PVS ở thời điểm hiện tại. Đó, bởi vì bây giờ là quý 2 rồi, đúng không ạ? Hùng Lê bảo là quý 2 chúng ta đầu tư dầu khí. Vậy thì bây giờ đến quý 2 rồi thì chúng ta làm gì với nhóm ngành dầu khí? Đó là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ có những cái trao đổi nó sâu hơn, kỹ hơn về nhóm ngành này. Thì bản thân PVS hiện tại đã có những cái lực phục hồi kỹ thuật, và Hùng đánh giá rằng lực phục hồi kỹ thuật này có thể chạm mắc ở khoảng vùng 11. Sau khi chạm vùng 11 thì PVS sẽ có những nhịp chỉnh giảm ở khoảng vùng 8.5. 8.5, và cái vùng 8.5 theo như Hùng Lê ở thời điểm hiện tại đây là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát, và sẽ là cái vùng mà có thể sẽ là cái điểm bật, điểm tỉ bật để cho PVS bắt đầu một cái kênh xu thế chung và dài hạn của PVS, tức là sang quý 2 rồi, đúng không ạ, chúng ta bắt đầu chiến đấu thôi. Và chiến đấu như thế nào thì hàng tuần Hùng Lê sẽ có những bản phân tích định hướng về tuần, và sau đó thì sẽ có những cái định hướng chi tiết, bởi vì là chỉ có những cái tài khoản mà các anh chị, khi các anh chị chuyển về team của Hùng Lê thì Hùng Lê mới có thể có được những cái chi tiết như này. Ví dụ như VIX chạm 90 rồi thì bắt đầu 90, 91 thì Hùng Lê khuyến cáo là bán. Đó. Vậy thì phải về team, đúng không ạ? Rồi mới được tham gia những cái hỗ trợ chuyên sâu này. Còn với những anh chị mà chúng ta chưa về thì chúng ta sẽ có những cái góc độ phân tích tuần như vậy để chúng ta có thêm những cái định lượng. Và PVS thì điểm mua chúng ta cũng không còn, và chúng ta chờ những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây để chúng ta canh để chúng ta chiến đấu. PVD, đó, PVD thì nó cũng song trùng với PVS. Khi mà nó bị mất vùng 16.5 ở đây thì Hùng Lê đã liên tục khuyến nghị các anh chị chúng ta tránh xa ra. Chúng ta đừng có dây vào chỉ có chết thôi. Và từ 16.5 thì PVD cũng đã có những điểm rơi về 8 là mất 50% về trị giá. Và thậm chí là trong cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích ở đây, đó là Hùng đang dự báo là PVD có thể đi về đến vùng 6, các anh chị nhé, về đến vùng 6. Và trên thực tế thì các anh chị nhìn thấy rằng đây, thấp nhất ở đây là bao nhiêu ạ? Vùng 6.72. Xin thưa với các anh chị là 6.72. Như vậy là những cái phân tích định lượng của Hùng Lê chỉ lệch khoảng 0,5 line nữa thôi. Tức là đối với PVD chỗ này lệch một tí nữa thôi. Thì PVD đang có những nhịp hồi phục kỹ thuật, và rất nhiều những anh chị đua giá trần. Các anh chị đua giá trần thì các anh chị sẽ nếm trái đắng. Đấy là đương nhiên. Trong khi mà thị trường của chúng ta đang còn những cái dấu hiệu nó chưa thực sự là ổn định, mà đua giá trần hoặc đua giá xanh thì chúng ta sẽ nếm trái đắng. Bản thân thì PVD Hùng dự báo rằng có thể chỉnh lại về vùng kháng cự mạnh ở đây, đó là vùng 8 đến khoảng vùng 8.5. Đó, 8 đến vùng 8.5 thôi. Cơ bản nó cũng chỉ đi được về đến đây thôi, và về đến đây thì lại có những cái nhịp chỉnh giảm kỹ thuật. Và đối với PVD thì Hùng Lê dự báo ở vùng 6. Ở vùng 6 sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ tính toán một cái tọa độ dài hơi để chúng ta tính toán đầu tư.
vùng 6 các anh chị nhé, PVD vùng 6, PVD chưa tăng mạnh được ngay đâu, chúng ta đừng có vội đua theo giá xanh, sẽ nếm trái đắng đó. Thì bây giờ tín hiệu hiện tại là PVD sẽ chạm về khoảng vùng 8, mắc thì sẽ tạo được vùng 8.5 nhưng không, sẽ về vùng 8 sẽ chỉnh, và những nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PVD. PVD thì nó sẽ chưa được đẹp như là PVS. Phân tích luôn mã cổ phiếu họ P nữa là PVT. Bản thân PVT thì cũng đã có một nhịp rơi rất là mạnh ở đây, sau khi mà PVT bị mất gãy vùng 16 thì PVT đã rơi về vùng 8, tức là cũng mất 50% về trị giá. Ở thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu mà chúng ta sẽ quan sát PVT ở đây, đó là ở vùng giá 7.5, 7.5 đến vùng 8.3, và hiện tại thì phiên kết tuần đang có những cái dấu hiệu khá là tích cực, dòng tiền thì đang hướng lên rất là mạnh mẽ ở đây. Tín hiệu MACD khá là đẹp, như vậy với tín hiệu kỹ thuật này thì PVT có thể chạm lại vùng 9.9 đến vùng 10, và khi chạm vào đây thì PVT lại có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây, chỉnh test lại nền một lần nữa, và chúng ta sẽ xem những cái nhịp chỉnh ở đây để chúng ta có thêm những cái định lượng. Còn trước mắt thì PVT sẽ hồi về khoảng vùng 9.5 đến vùng 10. Các anh chị có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt. POVK sẽ phân tích luôn. Bản thân POVK thì đã có một cái quá trình chỉnh giảm khá là dài, và hiện tại thì POVK vẫn chưa thể thoát khỏi kênh xu thế downtrend. Chính vì chưa thoát khỏi kênh xu thế downtrend thì những cái hiệu ứng ở đây đấy là những cái hiệu ứng mà nó ăn theo thôi, nó ăn theo theo cái tín hiệu của PLX và GAT. Nó PLX và GAT thì những cái nhịp hồi phục này thì có thể POVK sẽ hồi phục mắc lên đến được khoảng vùng ở đây là khoảng vùng bao nhiêu, khoảng vùng 8.6, 8.5, sau đó thì chỉnh lại vùng 8, và chúng ta sẽ xem những cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây để chúng ta xem rằng là POVK có thoát được cái xu thế downtrend dài hạn không, và nó có song hành cùng được với cái sự mà phân tích của ông Lê, đó là nhóm ngành dầu khí của chúng ta ở trong quý 2. Trong quý 2 là nhóm ngành dầu khí chúng ta có thể chiến đấu được, thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Còn POVK hiện tại đang là một cái nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật. Ok, xong xong nhóm ngành dầu khí. Ở nhóm ngành dầu khí Hùng nói nhiều hơn bởi vì là chúng ta đã có những cái định lượng dài. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành ngân hàng. Ngân hàng đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Vietcombank. Thì bản thân Vietcombank, các anh chị xem lại những cái bản tin của Hùng Lê, khi Hùng Lê phân tích Vietcombank, Vietcombank bị gãy nền 87.5 thì Hùng Lê đã có những cái điểm dự báo về việc là Vietcombank có thể rơi về vùng 80, gãy 80 về 65, gãy 65 về 55.5 đến gãy 65 thì sẽ đi về vùng 55.5 đến vùng 57, và các anh chị nhìn thấy đây, đây là cái điểm tọa độ cuối cùng mà Hùng Lê phân tích dự báo chỉnh của Vietcombank. Khi Vietcombank về đây thì Hùng Lê có tiếp tục có một cái nhịp phân tích hồi phục của Vietcombank sẽ chạm vùng 65. Ok chưa? Chạm đúng 65 nhịp thứ nhất. Sau nhịp 65 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích kỹ thuật về việc là cổ phiếu này sẽ chỉnh về vùng 60. Đây các anh chị thấy nhịp này rơi về vùng 60. Đúng không? Đây, rơi về vùng 60, đó là trong phiên ngày 30 tháng 3 cổ phiếu này rơi về vùng 60. Về 60 cổ phiếu Vietcombank không bị gãy thì lại tiếp tục có một nhịp đánh tiếp theo về vùng 65. Gần như nó như lập trình. Một số các anh chị hỏi là Hùng Lê làm sao để có thể tìm được những cái vùng giá như thế này, thì thực ra là nó không có một cái công cụ nào để đưa cho các anh chị đưa ra được những cái vùng giá như thế này cả, không có một công cụ nào cả. Chứ nếu mà có một cái công cụ nào đó mà phân tích được như thế thì chắc là anh chị nào cũng sẽ mua cái đó, đúng không? Không có một công cụ nào cả. Cái này là những cái kinh nghiệm, cái cách mà Hùng nhìn các cái yếu tố tạo lập phân phối hàng ở trong phiên này, rồi nhìn cái cách khớp lệnh này, rồi nhìn cái cách đi lệnh này, rồi nhìn vân vân và vân vân, nó tổng hợp nhiều yếu tố để ông ấy đưa ra được những cái dự định về mã cổ phiếu có thể đi đi lại, đi đứng lại, và những cái nhịp target mà ông ấy phân tích ở đây thì nó gần như khá là sát. Các anh chị chỉ cần ghi chép lại một cách nó bài bản và chúng ta sẽ có được những cái điểm mua rất là đẹp đó. Vietcombank các anh chị mua 60 đúng không ạ? Bây giờ chốt 65, tối cuối tuần vừa rồi, tuần này chốt 65 rất thoải mái luôn. Và thậm chí là sẽ có những cái target cao hơn của Vietcombank ở vùng giá 65. Trong nhóm banh thì Hùng Lê chỉ phân tích khuyến nghị chúng ta đánh Vietcombank và BID trong thời điểm hiện tại, thì tí nữa Hùng sẽ nói sâu hơn. Và Vietcombank khi chạm về vùng 65 này thì chúng ta sẽ chờ một cây nến break, và có thể sang tuần tới thì Vietcombank sẽ nhún lại một tí ở đây. Nhún lại một tí ở đây và chúng ta sẽ xem cái nhịp nhún này như nào, hoặc có thể là Vietcombank cũng sẽ đánh thẳng lên luôn. Bởi vì là trong bản thân Vietcombank thì ngày hôm nay Hùng cũng đã có những cái phân tích
Hùng cũng đã có những cái phân tích về Vietcombank. Đây này, Vietcombank đang có xu hướng break nền, nếu vượt được nền 65 thì xu hướng sẽ kéo chạm về 70 hoặc là vùng 73 đối với Vietcombank. Thì bản thân Vietcombank có thể là phiên ngày thứ hai tuần tới nó sẽ có thể nhún lại ở một cái nhịp đây, tức là có thể trả lại về khoảng vùng 64 một tí, và sau đó thì break được cái nền break nền 65 break nền 65 thì xu hướng đi về nền 70 đến nền 73. Đấy là cái target tiếp theo của Vietcombank. Tín hiệu của Vietcombank hiện tại đang khá là ok khi mà dòng tiền đang đi lên rất là mạnh mẽ. BID là một mã cổ phiếu thứ hai Hùng Lê khuyến nghị các anh chị đầu tư ở trong thời điểm hiện tại. Bởi vì sau một cái nhịp rơi của Bit từ vùng 55 thì Hùng Lê đã có những cái tọa độ chỉnh dự báo về Bit rơi về đây, và các anh chị cũng có thể xem những cái dự báo của Hùng Lê, đó là những dự báo sớm. Thậm chí là khi Bit đang còn ở cái vùng ở trên này các anh chị nhé, Bit đang ở vùng 40 thì Hùng Lê đã có những cái điểm dự báo về Bit ở quanh vùng 30 đến vùng 32.5 rồi. Và sau đó thì có 3 tuần Bit đi ngang ở quanh vùng này. Đấy là cái vùng 31.2 là cái vùng Hùng Lê khuyến nghị các anh chị có thể chúng ta mở các cái điểm mua vị thế. Và ngày phiên ngày hôm nay đấy là điểm mua gia tăng thị trọng, hoặc là các anh chị có thể mở điểm mua hết trong phiên ngày hôm nay khi Bit đánh vượt thoát vùng gì ạ? Đánh vượt thoát vùng 32.5. Đích đến tiếp theo của Bit đó là vùng 37 và mạnh hơn sẽ là vùng 40. Đây là hai cái target mà Hùng Lê đã phân tích ở trong bản tin số 97. Và hôm nay bản tin số 98 thì Hùng Lê chỉ nhắc lại thôi. Còn đây là những cái định hướng của Hùng Lê đã có ở trong bản tin video số 97, các anh chị có thể kiểm tra lại. Còn cái việc mà đúng sai nó không quan trọng đối với Hùng Lê. Các anh chị trước đây thì nhiều anh chị có comment phân trần cái câu chuyện đúng sai, nhưng mà sau này các anh chị xem quá nhiều cái bản tin của Hùng Lê, quá hiểu cái phong cách của Hùng Lê, quá hiểu cái tính của Hùng Lê. Đó, đúng sai nó là câu chuyện của trên thị trường, chúng ta phân tích có đúng có sai, nhưng cái điều quan trọng nhất đó là Hùng Lê mang đến cho cộng đồng nhà đầu tư một cái cảm hứng, một cái niềm tin và một cái điểm tựa rất là chắc chắn. Khi mà cổ phiếu rơi thì Hùng Lê cũng đã cho các anh chị những cái điểm là cổ phiếu có thể rơi về đấy để chúng ta chủ động là nó sẽ rơi về đấy đấy, thì cái chúng ta đang nắm ở cái mức độ nào và chúng ta có chịu được cái mức lỗ đó đó, đó không. Khi mà Hùng Lê phân tích là cổ phiếu này có thể rơi về vùng 30 thì chúng ta bị lỗ khoảng 5 hay 10% hay 15% và về đến vùng đó thì nó sẽ phục hồi, thì chúng ta sẽ mua tiếp ở đó hay vân vân và vân vân. Thì trong mọi cái tình huống, kể cả sóng lên hay sóng xuống, thì Hùng Lê luôn đưa đến cho cộng đồng nhà đầu tư những cái điểm tựa về mặt tinh thần. Hùng Lê có thể khẳng định với các anh chị đó là những cái điểm tựa tinh thần cực kỳ chắc chắn, và đó là những thứ mà Hùng Lê mang lại được cho cộng đồng nhà đầu tư. Hùng Lê cảm thấy rất là vui và cũng nhận được rất nhiều những cái lời động viên của các anh chị, đó là những cái rất là quý để giúp cho Hùng Lê sẽ có thêm nhiều cái động lực để chúng ta đồng hành trong cái chặng đường mà chúng ta tham gia trên thị trường chứng khoán. Mã cổ phiếu ACB, bản thân ACB hiện tại thì Hùng Lê cũng đang chưa có khuyến nghị chúng ta mua lại, bởi vì khi ACB bị mất, ACB thì Hùng sẽ mở trên biểu đồ nến tuần. Khi ACB bị mất cái nền hỗ trợ 20.5 ở đây, nó hơi xấu một tí, tức là nó hơi bị mất tay, thì bản thân là bây giờ ACB khi nó đã bị mất cái vùng hỗ trợ này thì nó cần thời gian, tức là không phải là nó hồi phục một phát là lên ngay đâu. Đấy, thì thời điểm hiện tại thì ACB Hùng Lê đang đánh giá rằng ở vùng 18 chúng ta tạm thời yên tâm với ACB không gãy 18, thì ACB có thể đánh chạm vùng 19 và sau đó lại trả lại vùng 18, tức là nó sẽ hình thành một cái vùng nền ở đây, nó sẽ mất hết tuần tuần tới, tuần sau thì ACB cũng sẽ lình xình đây, và sau đó thì Hùng Lê sẽ có những cái đánh giá ở cái vùng nền này thì ACB hoạt động ở đây như thế nào, có ổn không, chúng ta có thể mua được không, hay là tất cả những cái kịch bản về ACB thời điểm hiện tại đó là kịch bản đi ngang và nó chưa có những cái tín hiệu để mà chúng ta có thể mua bán được. MBB cũng đang hơi bị mất tay. Bản thân MBB hơi bị mất tay bởi vì MBB gãy 20 này, rồi 16 này, rồi xong đó đến 14, và cái vùng 14 là cái vùng mà chúng ta phân tích gần đây nhất, và sâu hơn thì một cái vùng ở vùng 10, những cái vùng 10 này nó sẽ xa hơn, bởi vì là từ vùng 14 nó rơi vùng 10 thì nó không phải ngày 1, ngày 2 nó rơi được, đúng không ạ? Hiện tại thì MBB chúng ta sẽ nói đến ở cái vùng 14, và rất may là MBB trong tuần thì MBB là lấy lại vùng 14. Thì về cơ bản đối với MBB trong cái thời điểm hiện tại là MBB sẽ hồi phục về được khoảng vùng 15.5, và mạnh hơn thì có thể đánh chạm vùng 16 ở đây, và như vậy MBB sẽ có những nhịp test chỉnh ở đây, và chỉnh thì nó sẽ kiểm tra lại vùng 14.
Nếu như vùng 14 này trụ được thì MBB sẽ có một cái quá trình đi ngang ở quanh đây, và nó sẽ đi ngang cho đến khi nào mà nó tạo thành được một cái xu thế. Đó, nó tạo thành một xu thế thì Hùng Lê thường là những cái xu thế này thì Hùng Lê sẽ bắt được. Đó, và những cái đoạn nào mà cổ phiếu đi ngang thì Hùng Lê sẽ báo là đi ngang. Đó, đoạn nào chúng ta vào vị thế thì chúng ta sẽ vào vị thế, và đoạn nào chúng ta gia tăng tỷ trọng thì chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng. MBB hiện tại thì đang hơi mất tay. Và những cái lực hồi phục này thì Hùng Lê đánh giá cũng chưa thực sự là mạnh, và những cái lực hồi phục kỹ thuật chúng ta cũng tránh để chúng ta đua theo những cái phiên mà lệnh xanh. Công thương CTG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi mà CTG ở vùng giá 27 28 bảo các anh chị bán mãi mà không chịu bán, thì đến lúc mà về đến dưới này thì mới kêu Hùng ơi bây giờ làm thế nào, thì bây giờ Hùng biết làm thế nào, đúng không ạ? Bản thân công thương chúng ta sẽ nói ở vùng 16.5. Ở vùng 16.5 thì công thương đang có những cái lực phục hồi kỹ thuật ở đây. Bản thân thì tín hiệu MACD khả năng là sang tuần tới thì nó cũng sẽ rõ ràng hơn, đang có xu hướng sẽ hướng lên, như vậy thì nó cũng sẽ ủng hộ cái xu thế hồi phục của công thương. Nhưng trong ngắn hạn thì Hùng đánh giá là công thương khả năng sẽ chỉ chạm lại được khoảng vùng 20 19.5 đến vùng 20.5, và công thương sẽ chỉnh lại. Chỉnh lại thì cái quá trình chỉnh lại này thì chúng ta sẽ xem được là sẽ có thêm những cái đánh giá động lực và động lượng của công thương ở tại thời điểm này. Tức là test đẹp nhất thì nó sẽ không gãy nền 18. Đó, nó test đẹp nhất sẽ không gãy nền 18, và nó có thể nó có một hai cái nhịp ban bật ở đây. Thì những cái nhịp ban bật đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích và cập nhật. Và bản thân công thương thì Hùng Lê cũng không khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư trong thời điểm hiện tại, bởi vì nó tín hiệu nó chưa được thực sự rõ ràng lắm. Techcombank, TCB đó, TCB ở vùng 24 này, các anh chị xem lại những cái bản tin Hùng Lê nhá. Ở vùng 24 Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt chốt nhanh, chốt lấy, mà không chốt thì sau đó nó rơi rơi tít mù luôn, rơi tít mù về vùng 21 này, rồi xong đó những cái vùng mục tiêu chúng ta tính toán ở vùng 16 17 này. Và đối với Techcombank, vùng giá 14 là cái vùng mà chúng ta phân tích ở trong cái bản tin gần nhất, và thậm chí là chúng ta đã đưa thêm một cái target giảm nó xa xa hơn ở vùng 12. Nhưng vùng 12 này thì chúng ta sẽ phải xem cái tín hiệu ở nền 14 đó, nếu gãy nền 14 thì nó về mới về được 12. Giống như kiểu Hùng Lê rất nói vui với các anh chị là bây giờ muốn muốn lên được 20 mà bây giờ 15 chưa lên được, tức là muốn đi thi đại học mà tốt nghiệp chưa đậu thì làm sao mà đi thi đại học được, đúng không ạ? Đó, thì phân tích kỹ thuật nó là như vậy. Từ vùng 14 thì Techcombank sẽ hồi phục mắc chạm lại vùng ở đây, tức là chạm lại vùng khoảng 16.5. Ở vùng 16.5 này thì khả năng cổ phiếu sẽ chỉnh, và cái chỉnh đẹp nhất đó là cái chỉnh mà đây này, cái chỉnh đẹp nhất là phải cái chỉnh mà nó đi về khoảng cái vùng này này, khoảng vùng 14.5 này, chứ đừng có gãy về vùng 14, và cái chỉnh đẹp nhất về đây. Và vì nó đẹp thì nó sẽ không bị gãy, và nó sẽ có những nhịp hồi phục ở đây. Thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta đưa ra trước để chúng ta quan sát cái sự vận động, và để mà đưa ra được những cái điểm hỗ trợ và điểm phân tích kỹ thuật ở đây thì các anh chị bắt buộc phải quan sát các cái tín hiệu giao dịch ở trong phiên, quan sát tín hiệu cầu mua cầu bán, rồi đánh giá được rằng là à như vậy là trong cái phiên này Techcombank đang tích cực hay tiêu cực, hay những cái lệnh bán như vậy nó là tích cực hay là tiêu cực, và ai đang mua những cái lệnh như vậy. Chúng ta phải phân tích sâu những cái lệnh mua của các mã cổ phiếu thì chúng ta mới có được những cái góc nhìn. Và để có một cái bản tin gần 1 tiếng 30 phút thì Hùng Lê đã mất rất nhiều thời gian quan sát ở trong tuần, các anh chị lưu ý như vậy, chứ không phải là ngồi nói vui nói vơ cho các anh chị đâu. Nên là đấy là những cái giá trị mà rất là tuyệt vời, nên là các anh chị của chúng ta cũng cố gắng ghi chép lại và chia sẻ để nhiều nhà đầu tư khác có được. HD Bank thì đây, HD Bank trong cái nhịp cuối cùng mà chúng ta dự báo ở khoảng vùng 16, và khi chạm vùng 16 thì HD Bank sẽ hồi phục lên vùng 20. Hồi phục về 20 thì sẽ chỉnh giảm lại khoảng vùng 18 đến vùng 18.5, và sau đó sẽ công lại nền 20 một lần nữa, và chúng ta sẽ quan sát các cái tín hiệu kỹ thuật của HD Bank. Tạm thời thì HD Bank đang vận động khá đúng với cái kịch bản của chúng ta phân tích ở đây. Những cái tín hiệu hiện tại của HD Bank thì chúng ta sẽ canh chốt thôi, chúng ta chưa thể mua tiếp được, tín hiệu hiện tại lực cầu khá là yếu ớt.
VPBank. À, bản thân VPBank thì Hồng Lê có dự báo VPBank ở cái vùng này này, ở vùng 27 28 này cũng khuyến nghị chúng ta chốt này. Đây các anh chị nhìn đó, đây là ma trận của VPBank đi trong những cái nhịp phân tích dòng thời gian của Hồng Lê này. Đấy, lên này, giảm về đây là vùng 22 này. 22 không trụ được thì lại đi về vùng đây là bao nhiêu này, 19.5, 19.5 không trụ được thì Hồng Lê có phân tích một cái nhịp cuối cùng ở khoảng vùng 14, đúng không ạ? Và trên con đường 14 đó thì nó sẽ có những cái nhịp ở đây. Thì hiện tại là VPBank chạm vùng 16 thì đang có những nhịp hồi phục kỹ thuật, và đánh giá rằng những cái nhịp hồi phục kỹ thuật này thì maximum nó cũng chỉ chạm lại được vùng 19.5 thôi, về vùng 19.5 lại chỉnh lại và test lại nền, tức là test lại cái nền ở đây khoảng vùng 16.5 để kiểm tra lại cung cầu ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng về mã cổ phiếu VPBank tại đây. Còn hiện tại thì chúng ta cũng chỉ phân tích đến cái nhịp target mắc của nó khoảng vùng 19.5. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng các cái tín hiệu khá tích cực của nhóm ngành chứng khoán tăng trần. Thì bản thân HCM trong một cái nhịp sóng giảm dài ở đây, đây là cái dòng thời gian của nó đi, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Và cái vùng Hồng Lê dự báo cuối cùng đó là HCM chạm vùng 10. Nghe có vẻ hơi điêu khi HCM đang có ở vùng 24, nhưng mà bây giờ đến vùng 10 thì nó hơi điêu, nhưng mà trên thực tế là gần chạm 10 các anh chị nhé. Low 10.8, cách cái nhịp mà Hùng dự báo khoảng 0.8 line. Như vậy là nó cũng khá là sát, và khi mà chạm về đây thì chúng ta lại có những cái nhịp hồi phục, và những cái nhịp hồi phục này thì nó cũng chưa thể là break qua được vùng 14 đâu, và maximum chạm vùng 14 và nó lại có những cái xu thế test nền. Và những cái xu thế test nền ở đây thì chúng ta sẽ quan sát tiếp để chúng ta có thêm những cái định lượng. Còn Hùng Lê khuyến nghị là các anh chị chúng ta tránh những cái nhịp đua giá xanh, sẽ nếm trái đắng, đơn giản như vậy thôi. Bản thân SSI thì nó tích cực hơn mã cổ phiếu HTM, và trong cái thời điểm hiện tại thì SSI đã chạm về cái vùng này, cũng là vùng hỗ trợ tương đối mạnh. Và khi mà SSI có một nhịp chỉnh dài ở đây, vâng, chỉnh dài từ vùng 25 đây, thì Hùng Lê đã có những cái phân tích khuyến nghị dành cho chúng ta rồi. Và cái điểm gọi là cái điểm tọa độ dự chỉnh gần nhất của Hùng Lê phân tích ở đây đó là vùng 11.5, thì bây giờ là cổ phiếu này đã về 11.5 rồi nha các anh chị, sát xịt xịt luôn, thậm chí là còn sâu hơn một tí. Và từ vùng 11.5 này thì như thế nào, thì cổ phiếu lại hồi thôi đó. Nếu như các anh chị mà chúng ta ghi chép lại thì chúng ta sẽ tìm được những cái điểm mua rất là đẹp. Các anh chị có thể mua 11.5 và hồi phục về đâu, hồi phục về khoảng vùng 14, về 14 lại bán, 14 lại bán, 11.5 về 14, 2.500, 2.500 chia cho 11.5 đó cũng được. Ôi thế này mà cũng 21% các anh chị ạ, nhá, 21% không ít luôn, không ít luôn. Từ cái vùng mà chúng ta phân tích ở đây là vùng 11.5 về đến vùng 14, 20%, một mức lợi nhuận mơ ước trong thời điểm hiện tại, quá là khó khăn của thị trường. Hòa Phát, HPG thì Hùng Lê đã phân tích rồi, bản tin tuần trước có rồi, nhắc lại thôi. HPG thì Hùng Lê đánh giá rằng là sẽ nhịp hồi phục kỹ thuật này sẽ đưa cổ phiếu chạm lại về vùng 17.5 đến vùng 18. Và trong phiên kết tuần thì Hòa Phát đã ở vùng 17.65, tức là đã đi đúng vào cái vùng mà Hùng Lê phân tích và dự báo về cái target tiếp theo. Thì khi về đến đây thì Hòa Phát sẽ chỉnh giảm lại, nên chỉnh giảm lại để làm sao, để thứ nhất là test cung, và thứ hai nữa là cổ phiếu nó sẽ tăng, nó sẽ bền và nó sẽ ổn định, chứ còn nếu mà kéo lên tiếp thì nó khó, và cơ bản thì nó cũng khá là chưa 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 thể kéo lên ngay được. Và những cái điểm test đẹp nhất của Hùng Lê đang dò tìm mục tiêu cho những anh chị em trong team của Hùng Lê, đó là sẽ mua lại Hòa Phát ở khoảng vùng 16.5, 16.5 đến vùng 16 đó, những cái điểm chỉnh đẹp nhất sau khi mà Hòa Phát rơi về vùng 18 đến 10, 17.5 đến vùng 18 sẽ là những vùng đó, thì chúng ta sẽ gom HPG đó, anh chị nhìn thấy. Đây lấp nhẹ ở vùng 16 đến vùng 16.5 thì chúng ta cover lại hàng đó, thì những cái đó là những cái mà Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng rồi. Hoa Sen HSG,
Bản thân hoa sen thì sau khi mà bị rơi, đây là sơ đồ đấy, dòng thời gian đúng không ạ, rơi về 5.5 và cái điểm dự báo sâu nhất của ông Lê đó là vùng 3.5. Tuy nhiên khi khi chạm vùng 3.5 thì nó là một câu chuyện dài, còn nó rơi về nó sẽ chạm vùng 4.5 và nó sẽ có một cái điểm hồi phục kỹ thuật ở đây. Và điểm hồi phục kỹ thuật của HSG nó có thể chạm mắc lại vùng 5.5 và sau đó thì từ vùng này thì lại test lại nền ở vùng 4.5. Nếu vùng 4.5 này không gãy thì vô hình dung là hoa sen sẽ tạo những cái điểm tăng giảm ở đây để gọi là điểm tạo nền. Còn nếu như có một cây nến bị gãy sập nền 4.5 thì như vậy là hoa sen sẽ tiếp tục đi về vùng 3.5. Thì trước mắt là chúng ta sẽ phân tích một nhịp hồi phục từ vùng 4.5 về vùng 5.5 đối với hoa sen. NKG Nam Kim thì cũng như vậy, bản đồ đi của Nam Kim hồi phục chạm lại vùng 8, gãy 8 về vùng 7, gãy 7 về vùng 5.7, gãy 5.7 về vùng ở đây là 4.5 đến 4.8 là cái điểm mà Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng khi cổ phiếu rơi về đây, và chúng ta cũng dự phòng thêm một cái điểm ở đây nữa là điểm khoảng 3 chấm mấy đấy các anh chị, 3.2. Tức là khi mà nó bị gãy ở cái nền trên này thì chúng ta mới tính toán được đến đến cái nền 3.2, còn nếu nó chưa gãy thì thôi chúng ta chưa tính toán. Và Nam Kim ở trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đang nhìn thấy là tín hiệu hồi thì cũng tạm ổn nhưng mà không không khỏe. Và chính vì tạm ổn và không khỏe thì nhịp hồi mắc này nó cũng chạm về được khoảng chắc khoảng vùng 4.5 đến vùng xin lỗi cả nhà, đến vùng 5 hồi phục lại đến vùng 5.5 và từ vùng 5.5 này lại test lại cái biên 4.8 này để kiểm tra cung cầu ở đây. Nếu mà gãy cái biên hỗ trợ ở đây thì như vậy là nó sẽ đi về một cái vùng nó sâu hơn, thì như vậy là cổ phiếu ngành thép thường lên chỉ phân tích 4 mã cổ phiếu như vậy. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành xây dựng HDC. HDC như nào nhỉ? HDC thì cơ bản là vẫn vẫn đang trong một cái nền tích lũy đây, hỗ trợ 14. Và hiện tại cổ phiếu này chưa break được nền 16, nó phải break được nền 16 cơ, và cơ bản thì với những cái tín hiệu cầu hiện tại như thế này thì sang tuần cũng chưa thể bay được đâu. Có nghĩa là chạm lại vùng 16 thì lại chỉnh giảm lại và nó phải đi ngang đi ngửa đây cho đến lúc nào mà cái lực cầu nó đánh break cực mạnh để nó đánh bay qua vùng 16 thì đây là điểm mua hết. Còn những cái điểm mua vị thế thì Hùng Lê đã có khuyến nghị của anh chị rồi, có thể chúng ta mua ở vùng 14 hoặc là ở đây là khoảng vùng 14.5 anh chị nhé. Đó là những cái vùng mua vị thế của cổ phiếu, và khi mà cổ phiếu break nền 16 với vol xác nhận khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo. Khi đó thì Hùng Lê sẽ phân tích ở trên Zoom khả năng sẽ chạm vùng 20. Tuy nhiên để chạm được vùng 20 thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện kỹ thuật, chứ không phải là cứ nói 20 là cứ thế là cổ phiếu nó phi lên 20 như thế thì dễ quá đúng không? Ai cũng làm được, ai cũng nói được. Đạt Phương thì có vẻ là hơi mất tay. DPG. Đạt Phương có vẻ là hơi mất tay và như vậy Đạt Phương thì có xu thế hồi phục ở nền 20. Thôi. Cơ bản nền 20 thôi, nó vẫn lình xình đi ngang. Khi mà nó bị gãy ở đây này, nó bị gãy cái nền ở đây là nền 26 thì nó lại đi về cái nền thấp hơn thôi, và những cái tín hiệu hiện tại của Đạt Phương thì nó sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu, xu thế vẫn là đi ngang tích lũy nền ở đây. Các anh chị nào mà đang nắm thì chúng ta cần phải kiên nhẫn thôi, chúng ta chưa thể. Cô Tích Công hôm nay Trần à, CTD. Cô Tích Công Trần, nhưng mà Trần này thì cũng không ăn thua rồi, chưa ăn thua, nói chung là chưa ăn thua. Bởi vì là cô Tích Công bị gãy cái nền, đây là nền 50 thì bây giờ nếu mà để biết được cái lực cầu nó, cái xu hướng hồi phục của cổ phiếu nó đến thế nào thì cô Tích Công cần phải lấy lại vùng 50. Tức là sẽ đánh vượt lên vùng 50 đến khoảng vùng ở đây là phải đánh vượt lên khoảng vùng 55 và từ 55 này test lại một lần nữa ở vùng 50. Và sau đó thì cầu hút lên như thế này thì nó mới hình thành được một cái con sóng tăng ở bên này, và đến lúc đó thì chúng ta tham gia cũng chưa vội. Còn những cái tín hiệu hồi phục này thì chúng ta đua theo giá xanh thì chúng ta cũng dễ bị ngược dòng khi mà cổ phiếu về đến tài khoản. VCS thì tín hiệu tốt hơn các anh chị nhé. VCS thì chúng ta đã có cái vùng đây 48.5 đến khoảng vùng 50.5, và trong trong Hùng Lê cũng có những cái đánh giá rằng cổ phiếu này sẽ hồi phục từ cái vùng 50 và đi về mắc trong nhịp này chạm lại vùng giá 65 đến vùng giá 65.5 đó,
Vậy thì nếu như chúng ta xem những bản tin cùng lên thì chúng ta hoàn toàn mua được cổ phiếu VCS ở vùng 50. Nếu chốt được, thực sự chốt ở được vùng 65 thì chúng ta ăn được khoảng 15.000 một cổ phiếu. 15 mà chia cho 50, 30% mức lợi nhuận cũng khá là cơ bản trong những thời điểm khó khăn của thị trường. Hùng sẽ phân tích thêm mã cổ phiếu PTB, ba ba mã cổ phiếu này chúng ta sẽ phân tích luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích Phú Tài. PTB là một cái mã cổ phiếu mà cũng đang rất là tốt, và Phú Tài cũng đã có một cái nhịp rơi, và cái nhịp rơi từ vùng giá đâu đó khoảng vùng 80 mà rơi về chạm 30 đây thì là cũng đã bắt đầu chạm hỗ trợ rồi. Và hiện tại thì cái lực cầu bắt của Phú Tài hiện tại đang tốt lên rồi, và với một cái lực cầu bắt như này thì chúng ta cứ bình tĩnh, bởi vì là dòng tiền nó đang đi lên như này thì khả năng nó sẽ test lại một tí nữa đó, rồi xong đó thì nó mới đi lên được. Còn đối với tín hiệu MACD thì đẹp rồi, còn đối với tín hiệu giá thì khả năng là cổ phiếu này sẽ chạm ở vùng 40 và nó sẽ test tả lại ở khoảng vùng 35. Thì cái vùng 35 là cái vùng mà Hùng Lê đã khuyến nghị anh chị em trong team của Hùng Lê bắt ở vùng này, bởi vì vùng này thì theo như Hùng Lê dự đoán là sẽ bắt đầu một cái chu kỳ hồi phục của PTB. Và khi chúng ta bắt được ở những cái vùng từ vùng 30 đến vùng 35, thậm chí là có thể là cổ phiếu này sẽ test lại ở một cái điểm thấp thấp ở đây, tức là test đáy, nó nhồi đáy lại hai ba lần ở đây thì PTB nó sẽ rất là ok. Một cổ phiếu cơ bản tốt chúng ta cũng xem. FRT thì trong một cái nhịp phân tích ở đây này thì chúng ta ăn được một ít ở đây, nhưng mà sau đó thì cái target của chúng ta dự 25 nhưng mà nó không đạt được. Hiện tại thì FRT cũng đang rơi về, gọi là rơi về cái vùng chạm vùng 10, tức là vùng mệnh. Chạm vùng 10 thì đang có những phiên cầu bật phá trở lên, tuy nhiên là chúng ta cũng không phải vội vàng gì cả, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm test ở đây, tức là sau khi mà cổ phiếu về thì cái lực chốt lời, và chúng ta xem những cái điểm test kỹ thuật ở đây, nếu đạt thì chúng ta sẽ mua sau. Chúng ta không vội gì cả, nó khi mà cổ phiếu tăng thì chúng ta cũng có thể chúng ta mua thôi, còn có thể là từ vùng 10 này có thể đánh chạm vùng 20, đấy là câu chuyện bình thường. Tức là như vậy là chúng ta tăng gần 100% tài khoản, ví dụ như vậy, thì chúng ta cứ bình tĩnh. Còn nếu chúng ta đua theo những cái phiên xanh như này và chúng ta bị ngược ở T cộng thì như vậy là khi mà về thì chúng ta sẽ sẽ bị ngược 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 xu thế. DHG dược Hậu Giang trong thời điểm hiện tại như thế nào? Thì DHG chúng ta nhìn ở một cái góc độ nó tổng quan hơn một tí như thế này, tức là vùng ở đây là chúng ta nhìn thấy rằng là DHG cũng đã lần thứ hai là chạm lại đây này đó. Nếu như chúng ta chịu khó chúng ta quan sát một tí thì chúng ta sẽ tìm thấy được những cái điểm rất là đẹp ở đây, 75 đến vùng 72. Khi chạm về đây thì cổ phiếu thường có xu thế là gì ạ? Sẽ bật lại, bật lại. Và nhịp bật này thì Dược Hậu Giang thì đang bật lên như này, đúng không ạ? Bật lên và sau đó thì sẽ chỉnh test lại, sẽ test nền đấy các anh chị nhé. Nó test cực sâu luôn đấy, cổ phiếu này test từ sâu luôn chứ không phải là test không sâu đâu. Và chúng ta nếu như mà những anh chị nào mà đua theo những cái phiên 85 mà bây giờ nó test sâu như này thì khả năng là chúng ta lại nôn ra luôn đó. Thì chúng ta quan sát những cái điểm hỗ trợ trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta nên mua ở những cái điểm hỗ trợ, chúng ta không nên mua theo những cái phiên đua giá xanh. Khả năng Dược Hậu Giang thì sẽ có những cái tín hiệu tạo nền ở quanh vùng 75 trước khi mà có một cái nhịp hồi phục mới. Ta đánh dấu lại cái điểm ngày 27. Ok, chúng ta phân tích tiếp mà thủy sản rồi, xây dựng rồi, Mansan rồi, cao su. À, chúng ta sẽ phân tích nhóm phân tích một mã cổ phiếu về ngành ngành cao su, xong đó thì chúng ta sẽ đi nhóm ngành đầu cơ. Nhóm ngành đầu cơ cũng là một cái nhóm mà chúng ta cũng cần phải nói đến. PHR. Bản thân PHR thì ở đây chúng ta có một cái vùng ở một cái vùng 33 và sâu hơn thì có thể là vùng 30. Thì bản thân là cổ phiếu này trong một cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở đây, để khi mà cổ phiếu này đang có cái xu hướng break được cái nền 4950, tức là Hùng Lê vẫn nói là cái nền này là cái nền rất là khó khăn, và cái nền này nó phải đánh bật thoát được đi thì PHR sẽ phát đi một cái kênh xu thế mới.
Và rõ ràng là PSR của chúng ta đã bị thất bại ở vùng 49-50, thì như vậy là cổ phiếu đã chỉnh giảm, và chỉnh giảm thì nó test lại đáy lần hai ở vùng 33. Thì bây giờ những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PSR thì cơ bản là thanh khoản, những cái phiên tăng như này thì PSR tăng tương đối mạnh nhưng mà thanh khoản nó không có, tức là dòng tiền nó phải có dòng tiền đánh vào cực mạnh ở đây cơ thì chúng ta mới có thể có được những cái định lượng tiếp theo. Còn về cơ bản thì nhịp này thì PHR có thể đánh chạm lại ở cái vùng kháng cự ở đâu đó khoảng vùng vùng giá 40 các anh chị nhé, hồi phục lại về vùng 40, từ vùng 33 hồi phục lại về vùng 40. Hồi phục về vùng này thì lại 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 chỉnh chỉnh kỹ thuật ở đây. Chỉnh kỹ thuật ở đây và chúng ta xem cái những cái nhịp chỉnh kỹ thuật này thì cổ phiếu có giữ được cái vùng đệm ở đây không? Đó là vùng đệm 37 đến vùng 40 không, thì chúng ta sẽ quan sát thêm và hôm nay sẽ có những cái định lượng. Ok, nhóm ngành cuối cùng thì chúng ta sẽ nói đến nhóm đầu cơ. Thì bản thân nhóm đầu cơ là một cái mã cổ phiếu, một cái nhóm ngành mà Hùng Lê cũng đang rất là thích. Bản thân thì thích bởi vì là cái doping của nó chạy khá là mạnh, khá là mạnh đúng không? Khá là mạnh khi mà nó tăng. Thì LDG thì chúng ta đã có một cái nhịp phân tích ở đây và sau đó thì LDG giảm. Giảm ở đây thì cũng đang nhìn thấy ở một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở khoảng vùng 1.35 đến khoảng vùng 1.4. Ở vùng này là cái vùng mà khả năng tạo lập sẽ bắt đầu vào lại, cái lực cầu sẽ bắt đầu vào vào lại từ đây. Và bản thân là DLG trong một cái nhịp đánh ở đây thì do là thị trường chung nó có những cái diễn biến xấu, chính vì vậy nên là nó bị đánh bật. Chứ còn nếu mà thị trường chung mà nó vẫn có những cái tín hiệu ổn định thì Hùng đánh giá rằng LDG sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà các anh chị cứ tin Hùng đi. Nó sẽ chạy và nó sẽ chạy dài được, nó sẽ chạy dài được. Đây là một cái mã pen Hùng Lê rất là yêu thích. Nếu anh chị nào mà chúng ta đánh dài thì chúng ta cứ vùng 1.35, vùng 1.4 chúng ta mua dần và chúng ta để đấy. Mã cổ phiếu HHS, HHS cũng là một cái mã cổ phiếu tạo lập rất là tốt và khi mà HHS đã có một cái nhịp tăng này, các anh chị cũng nhìn thấy một cái nhịp tăng này đâu đó cũng tương đối đấy ạ, từ vùng 3 mà lên đến vùng 5 gần 5.5, tức là một cái nhịp tăng cực kỳ khỏe. Và sau đó thì HHS đã chỉnh giảm lại thì HHS giảm về nền và bây giờ cũng đã có những cái khuyến nghị là đối với HHS ở vùng 3 thì chúng ta có thể tham gia. HHS đây, HHS ở vùng 3 này, một số cái mã cổ phiếu về đầu cơ và từ vùng 3 này thì HHS sẽ đánh về đâu? HHS sẽ đánh chạm về khoảng vùng 3.5, nó đánh về 3.5 mạnh hơn một tí nữa thì có thể qua 3.5 một tí và sau đó sẽ giảm giảm kỹ thuật ở đây để chúng ta xem lại những cái tín hiệu tạo tạo nền của HHS ở đây và trước khi mà HHS có một cái lực cầu đánh lên tiếp theo thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HHS thì đang khá là ok, có khả năng tín hiệu đường MACD sẽ có những cái tín hiệu tích cực hơn trong tuần tới và tạo lập của HHS thì cũng khá là tốt. Anh chị có thể nhìn thấy những cái nhịp kéo HHS hình chữ V rất là đẹp. HQC thì một cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây đúng không ạ? Cũng lãi tương đối ở vùng đâu đó một chấm mấy này. Còn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng HQC chúng ta có thể ở vùng hỗ trợ 0.95 và đến vùng 1 thì hiện tại là đã có hai phiên đánh vượt thoát ở đây rồi thì vùng 1 vẫn là một cái vùng giá mà khả năng là vẫn ok đối với cổ phiếu này. Từ vùng 1 và mắc gáp ở nhịp này có thể đánh về vùng 1.2. Như vậy là 0.2 trên 1 khoảng tầm 20% đúng không ạ? Đó. Cổ phiếu 2 và ART đi, ART thì vùng hỗ trợ đây anh chị 1.8, 1.9, vùng 1.9 có thể tham gia được. Em này thì ô ngày hôm nay 2.2 rồi. Vùng hỗ trợ 1.9 2.2 rồi. Như vậy là có thể em này có thể đánh chạm ở đây vùng có thể đánh chạm vùng 2.6, một mức tăng cũng tương đối từ vùng 2 về 2.2 về 2.6 đấy. ART TSC
TSC bao nhiêu? TSC thì hỗ trợ ở đây là vùng 1.75, hiện tại thì đang ở vùng 2. Cầu của TSC đang hơi kém. Chưa có cầu. Bộ đôi cổ phiếu 2 và AMD thì bản thân là 2 và AMD thì Hùng đã có những cái định lượng về việc là 2 và AMD sẽ cái nhịp chỉnh giảm này sẽ đi về khoảng vùng 2.5. Cái tọa độ mà cổ mà đội lái nó sẽ cân cầu ở khoảng vùng 2.5. Thì chúng ta nhìn thấy là trong một cái nhịp giảm này, giảm miết gần như không có cung cầu, và đúng là khi về đến vùng 2.5, tức là phiên ngày 4 tháng 1 thì cầu đã cân ở vùng này và ở vùng 2.5, thì chúng ta bắt đầu có một cái lực hồi phục ở đây. Và để chứng minh cho các anh chị thấy thì mình sẽ tìm lại cái lịch sử mùng mình... Đây các anh chị nhé, cách đây 3 ngày, đây 3 ngày đúng không ạ? 2 và AMD hôm qua Hùng Lê đã đề cập đây là hàng pen lít ở lít dòng ngân hàng, xin lỗi nha cả nhà nhé, cái này đánh sai này, không ai phản biện. Lít dòng đầu cơ, tọa độ dự chỉnh cân ở vùng 2.5 cho cả hai mã, và trên thực tế thì hai đã chỉnh vùng 2.4 trên 2.5, AMD chỉnh 2.5 đó đây, và hàng pen hôm nay đang có một số mã nhúc nhích, lý do là do AMD và hai đã bắt đầu cân lệnh sàn, và đây là tín hiệu của dòng đầu cơ kích hoạt. Tức là cách đây 3 ngày thì Hùng Lê đã có những cái phân tích về định lượng về nhóm ngành đầu cơ là sẽ có đây các anh chị nhé, 3 ngày này đó. Tức là nói có sách mách có chứng, tại vì sao, để vì tránh trường hợp là các anh chị bảo Hùng Lê nói sau, nhưng Hùng ít khi nói sau chả giải quyết vấn đề gì cả, mình có thế nào mình nói thế đấy, nói sau để làm gì đúng không ạ, nó không giải quyết gì về vấn đề chiến lược và bài toán của chúng ta cả. Vấn đề là chúng ta có những cái hiệu quả, và vấn đề là chúng ta dám nghĩ dám làm dám nói, có cái gì nói cái đấy. Thì bản thân hai khi cân cầu ở vùng 2.5 rồi thì cơ bản là phiên này chúng ta phải mua, chắc chắn chúng ta phải mua phiên này, bởi vì phiên này chính là phiên mà đội lái, đội tạo lập, đội nhóm đã bắt đầu cân cầu, và mục tiêu hai ở trong nhịp này thì sơ sơ Hùng sẽ đánh giá khoảng tầm độ 3 phiên trần đi, 3 phiên trần là 21% các anh chị nhé. Còn phiên này thậm chí các anh chị còn cân giá sàn lên trần là 14% rồi, đến phiên này đã là 21% rồi các anh chị nhé. Và dự kiến thì hai sẽ chạm về khoảng vùng ở đây này, khoảng vùng 3.3, vùng 3.3 đó, từ vùng 2.5 về 3.3. Về vùng 3.3 này thì có thể là sẽ test lại cung cầu một tí nữa, sẽ có những cung cầu và sẽ kéo tiếp. Thì có kéo tiếp hay không thì Hùng Lê phải cần phải xem những cái tín hiệu kỹ thuật để Hùng Lê có những cái phân tích định lượng cho các anh chị, chứ không lại Hùng Lê không bao giờ nói những cái gì nó không có cơ sở, phải có cơ sở định lượng để chúng ta phân tích. AMD thì bản thân AMD Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo rằng là lái sẽ cân cung cầu ở vùng 2.5. Bản thân khi AMD rơi một mạch từ vùng 5.5 rơi về đây, những cái đoạn này này các anh chị bắt đầu bắt đáy, bắt bắt và một cái tài khoản Hùng Lê cũng đã bắt đáy, hình như à bắt bắt hai cơ, không bắt AMD, và đã bị một cái mức lỗ tương đối nặng, và bây giờ hỏi Hùng Lê xử lý như nào thì Hùng Lê đã bảo rồi, tức là đến vùng 2.5 chúng ta sẽ, ví dụ chúng ta nắm 40.000 thì chúng ta sẽ mua thêm 20.000 ở vùng 2.5 và chúng ta đảo khoảng 2 nhát thì coi như là chúng ta lãi, yên tâm là như thế. Hùng Lê luôn có cái cách đảo hàng dành cho những cái tài khoản mà bị kẹp hàng khi Hùng Lê tìm, bởi vì là Hùng Lê tìm được những cái tọa độ chỉnh rất gần như là khá là sát. AMD thì cũng như vậy, trong cái phiên mà AMD cân 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 giá sàn ở đây, tức là trong cái phiên này này, trong cái phiên ngày 31 tháng 3 là Hùng Lê đã có những bắt đầu có những phân tích định lượng cho các anh chị rồi đấy, và trong phiên ngày tiếp theo này đó thì AMD đã liên tục là cân xong, và như vậy là sau khi cân xong rồi thì khả năng là với cái cách đánh tạo lập như này, tức là nó kéo trần thôi. AMD thì bây giờ chắc chắn là cứ trần thôi, và trần cho đến khi nào, cho đến khi mà đây xuất hiện những cái cây nến như thế này đấy, xuất hiện những cây nến như này thì lúc đó chúng ta ra, tức là có thể AMD sẽ kéo trần lên đến tận 4.5 và tận 5, đấy là câu chuyện rất bình thường khi nó kéo, và chúng ta cần có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta ra hàng. Đó là những cái phiên mà bị xả mạnh như này thì chúng ta phải nhanh chân, bởi vì như vậy là chúng ta đã có một cái nhịp mà kết thúc rồi.
thì khả năng cao ấy thì là cổ phiếu này sẽ kéo lại về khoảng vùng này thì sẽ chỉnh kỹ thuật này. Đây là Hùng Lê dự báo thôi. Khoảng vùng 3.7 anh nhé, 3.7. Đó, ok, khả năng thì cổ phiếu này sẽ kéo về 3.7 và kéo về đây thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo đó đối với AMD. Còn mã cổ phiếu nào nữa nhỉ? ADRH, ngày hôm nay thì Hùng Lê đã bắt đầu đề cập đến cái câu chuyện của DRH. Bởi vì DRH đã chạm lại, gần như là chạm lại cái vùng ở đây là vùng 2.5, và cái vùng mà hỗ trợ cao ở trên này đó chính là vùng 3. Thì DRH là một cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở vùng 4 và chạm vùng 7 các anh chị nhé. 4 về 7 thì các anh chị có thể, đây là bên kia, đây là một cái trend mà Hùng Lê phân tích này. Đó, ăn trọn vẹn con sóng này luôn, từ vùng 4 đến vùng 7 và từ vùng này chỉnh giảm. Thì ở đây có một cái phiên, một hai phiên đảo đây nhưng mà nó không thành. Đó. Và thì sau đó thì cổ phiếu này rơi về đến tận vùng nền luôn. Về đến vùng nền thì bây giờ về đến nền 3 rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua dần thôi. Và đánh chạm về khoảng vùng 4. 3 về 4 là khoảng tầm 30%. 30% xong đó thì chỉnh. Chỉnh về 3.5, chỉnh về 3.5, cầu vào tiếp lại kéo lại và chúng ta lại tiếp tục phân tích một con sóng của DRH ở đây. Ở vùng 3, Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm đến cổ phiếu này thì sẽ mua dần vị thế ở vùng 3 để chúng ta đón đầu một cái xu thế. FLC chúng ta thôi không phân tích bởi vì mã này thì nó cũng, à có một bạn có đề nghị Hùng Lê là phân tích thêm mã cổ phiếu IDI và ASM thì IDI và ASM là Hùng Lê đã có dịp ngồi với đội lái của hai hai mã cổ phiếu này rồi. Thì thường ấy là đội lái sẽ không cho các anh chị ăn đâu. Gần như không cho các anh chị ăn đâu, và khi mà đây các anh chị, tại vì sao lại như vậy các anh chị nhìn thấy nhé, là khi khi ASM đánh và IDI đánh thì gần như đánh là cứ càng đánh thì mã cổ phiếu nó càng càng bị sâu xuống, và những cái nhịp kéo lên như thế này thì gần như chúng ta các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như không không có ăn và chỉ có lái kéo lên, và sau đó thì một hai nhịp đây kéo lên đây thì bắt đầu nhỏ lẻ bắt đầu vào đây ăn thì nó lại đạp cho một phát nữa. Thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là hai đi IDI và ASM chúng ta không chiến đấu được đâu. Đó các anh chị nhìn thấy chưa, ASM ở đây khi chúng ta khi lái kéo lên này, kéo lên và có thể chúng ta nhỏ lẻ bắt đầu mua ở đây thì nó đạp một phát này, đạp phát đây xong kéo lên nhích nhích lại mua tiếp, và sau cái nhịp mua này thì các anh chị có thể nhìn thấy nó đạp phát từ vùng 7 và về đến vùng 3. Như vậy là 7 về 3 mất 4, mất 4, 4 trên 7 bao nhiêu phần trăm anh chị, 4 trên 7 mất 57%, gần 60% thị giá, nên là chúng ta tránh xa những cái này ra. Ở trong cái mã cổ phiếu hàng pen ấy thì Hùng Lê đã lọc ra những cái mã cổ phiếu mà có đội nhóm, đội lái, đội tạo lập tốt nhất để giới thiệu cho các anh chị rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về thị trường chung của chúng ta. Thì Hùng Lê đã cùng với các anh chị chúng ta phân tích tương đối nhiều góc cạnh về thị trường và nhiều ngõ ngách tất cả các cái mã cổ phiếu, thì chúng ta sẽ nói đến đầu tiên đó là chỉ số VN Index của chúng ta. Thì trong bản tin video số 97 Hùng Lê có phân tích định lượng về việc là cổ phiếu sẽ chỉnh xin lỗi cả nhà, VN Index sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 600 5 600 670 điểm, 600 vùng ở đây, 650 660 điểm đây. Và trên thực tế thì VN Index của chúng ta trong phiên ngày thứ ba sâu nhất là ở vùng đóng cửa ở vùng 662 điểm, tức là nó bị lệch cái vùng 660 điểm, 670 điểm chúng ta dự báo đây. Và hai phiên kết tuần, tuần này thì chúng ta nghỉ và VN Index của chúng ta đã lấy lại vùng 700 điểm. Và một câu hỏi đặt ra là bây giờ về đến vùng 700 điểm rồi thì VN Index của chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Thì với những góc nhìn, với những cá góc nhìn của ông Lê thì hiện tại chúng ta nhìn thấy dòng tiền đang đi lên đang rất là tốt sau một cái quá trình mà dòng tiền đi xuống đúng không ạ? Thì bây giờ dòng tiền đã bắt đầu chuyển pha xu thế, tín hiệu MACD cũng đang rất là đẹp và biểu đồ tần suất và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy là VN-Index của chúng ta đang có những cái dấu hiệu cực kỳ là tích cực với việc là dòng tiền nó lan tỏa rất là tốt. Và trong phiên ngày thứ hai đầu tuần thì khả năng là VN Index của chúng ta sẽ có những cái điểm test nhẹ lại ở khoảng vùng 680 điểm.
680 điểm, tức là quanh vùng 700 điểm này một tí, bởi vì một số Hùng nên nhìn thấy một số các cái mã cổ phiếu trụ của chúng ta đã chạm cơ bản là chạm kháng cự. Ví dụ như VIX chạm 90 đến 91 thì khả năng là cũng sẽ bị chốt, hoặc là một số các cái mã cổ phiếu khác ví dụ như MVKG đã đi về đến vùng 66 đến vùng 67 rồi. Đó. Vậy thì VN Index của chúng ta sẽ có những cái điểm test nhẹ và Hùng Lê sẽ căn cứ cái phiên của ngày thứ hai để Hùng Lê có được những cái tiên lượng tiếp theo. Và việc nếu như phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba VN Index của chúng ta tiếp tục có duy trì một cái đà tăng tích cực, vượt thoát lên được vùng 700 điểm, thì như vậy chúng ta sẽ có được một cái điểm đến tiếp theo của VN Index, có thể là sẽ chạm lại vùng 750 điểm ở đây. Tuy nhiên, Hùng Lê lưu ý lại là chúng ta cần dữ liệu của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba để có được cái định lượng này. Và những cái định lượng đó thì có thể Hùng Lê sẽ public lên trên Zoom T0. Lên trên Zoom T0, hoặc là sẽ có những cái cách nào đó để comment để có thể đưa đến cái định lượng cho các anh chị. Đó. Những cái kịch bản có thể VN Index của chúng ta test nhẹ ở vùng 680 trước khi mà hồi phục quay trở lại. Hiện tại thì dòng tiền đang khá là tốt và các trụ các blue chip đang phát huy những cái vai trò của nó rất là tốt như vậy, để giữ nhịp và ổn định cho thị trường, thì cũng đã đánh giá rằng là cái yếu tố bệnh dịch khi mà nó đã đi vào những quỹ đạo ổn định thì thị trường của chúng ta sẽ phản ánh đúng cái nội tại của thị trường, tức là những cái yếu tố ngoại biên nó sẽ ít bị chi phối hơn, và như vậy thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích cái yếu tố thứ hai trong hai yếu tố mà ảnh hưởng đến thị trường, đấy là yếu tố ngoại biên và yếu tố nội tại của thị trường. Đối với hợp đồng phái sinh VN30F1M thì chúng ta nhìn thấy rằng là dòng tiền cũng đang đi lên khá tốt, tín hiệu MACD và cái lực cầu long quay trở lại ở vùng 575 điểm đang rất là tốt, và vùng kháng cự ngắn ở vùng 623 điểm, 623 điểm. Thì đối với phái sinh trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ chưa thể phân tích một cái trend dài được, nhưng đã hình thành, tức là đã hình thành được những cái điểm mà mầm mống của một cái việc là chuyển pha xu thế long dài. Đó thì có thể là sẽ long chạm về tạm vùng 623 điểm, sau đó thì có thể cầu sọc sẽ test lại ở cái vùng 600 điểm, và ở vùng 600 điểm này thì chúng ta sẽ có thể có được những cái phân tích định lượng hơn để chúng ta có thể xem là có thể kéo về vùng 650 điểm hay không. Đó. Thì hàng phái sinh thì chúng ta phải phải đánh ở trong ngày rồi. Và trong ngày thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích về định lượng về phái sinh để cho các anh chị vừa là đánh phái sinh và vừa là có được những cái cảm giác về khi phái sinh long lên và phái sinh sập xuống, thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược để cho chúng ta trong cái giao dịch chứng khoán cơ sở. Đó. Còn đối với chỉ số VN30 thì Hùng Lê đã trong cái bản tin video số 97 thì Hùng Lê đã có những cái nhận định về việc là VN30 sẽ đạp lại về vùng 600 điểm, thì khi đó đây cây nến kết tuần của bản tin video số 90 tuần trước đúng không ạ, là khi đó là VN Index VN30 đang ở 644 điểm, và Hùng Lê dự báo là VN 30 của chúng ta sẽ mất khoảng tầm 40 điểm nữa để đánh chạm vùng 600 điểm. Thì đây phiên này là đã chạm vùng 600 điểm anh chị nhé, lâu thậm chí là 598 điểm, 598 điểm thấp hơn vùng 600 điểm 2 điểm, và hai phiên kết tuần thì đã kéo chỉ số này lên, và với những cái gọi là với những cái lực đánh hiện tại thì chỉ số này có thể kéo lại, bây giờ hiện tại là đã kém chạm lại được đến vùng 650 điểm rồi, và có thể kéo lên đến vùng 678 điểm, 678 điểm trong cái tuần mới, tức là trong cái phiên kết tuần, thì khả năng là VN30 có thể kéo lên. Một số các chỉ báo kỹ thuật ngắn cũng đang cho thấy chỉ số này hồi phục khá là tốt, và cơ bản là các cái nhóm ngành, cơ bản các cái nhóm ngành thì đang phục hồi khá là tốt, dòng tiền lan tỏa đều, đấy là những cái yếu tố tích cực của thị trường. Và với những tài khoản mà chúng ta đã mua được những cái điểm mà Hùng Lê phân tích ở trong bản tin video số 97, thì sang tuần tới chúng ta sẽ canh khi mà cổ phiếu chạm những cái vùng target ngắn thì chúng ta sẽ canh chốt lời để chúng ta hiện thực hóa cái lợi nhuận của chúng ta, và sau đó thì thị trường có thể có những cái nhịp nhún, có những cái nhịp test chỉnh thì chúng ta sẽ cover lại hàng, và Hùng Lê sẽ liên tục đồng hành cùng với quý anh chị nhà đầu tư trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS để được Hùng Lê hỗ trợ. Thứ nhất là hỗ trợ trực tiếp, và thứ hai là để tham gia những
nhận những cái khuyến nghị của ông Lê ở trong phiên để chúng ta có được những cái chủ động, có được những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường, và từ đó thì sẽ biến những cái quan điểm của ông Lê thành chính những cái hành động của chính chúng ta, để chúng ta có thể có được những cái chiến lược gọi là tốt nhất trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà trong bản điểm tin tuần tới, và Hùng Lê cũng rất là kỳ vọng một cái tuần giao dịch thành công của thị trường chứng khoán, và cũng rất là kỳ vọng trong tuần tới thì tài khoản của nhà đầu tư trên mọi miền của Tổ quốc của chúng ta sẽ được ghi điểm và sẽ được cộng điểm, và rất mong là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ chia sẻ những cái bản tin của Hùng Lê để những cái giá trị này sẽ đến được nhiều hơn nữa đến những nhà đầu tư đang đầu tư trên thị trường chứng khoán, để chúng ta tránh được những cái rủi ro trong quá trình đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.